Trong đêm náo nhiệt và sặc sỡ ánh đèn, mọi người thỏa mãn dục vọng một cách thoải mái. Những con thú trong khu The Jungle bê tông lục địa bắt đầu hoạt động. Hôm nay lại là một đêm săn mồi. Chàng trai điển trai đeo vòng tay hình con báo đang chơi bản nhạc nguy hiểm. Chàng trai mặc dây chuyền răng sói biểu cảm tự tin, một mặt vừa trêu đùa người phụ nữ gợi cảm vừa trả lời tin nhắn từ bạn bè. Cô gái không hài lòng hỏi anh, em hay bạn bè của anh? Kết quả, chàng trai dây chuyền răng sói đã chứng minh lựa chọn của mình bằng hành động thực tế. Chuyển cảnh, một người phụ nữ đẩy một hòm tiền nặng nề tới một gã đàn ông lịch sự, đeo vòng tay có hình con nhện như một khoản tiền đặt cọc. Người đàn ông im lặng đóng gói tiền lại, người phụ nữ quyến rũ nhanh chóng thay đổi, biến bản thân thành một loại phần thưởng. Cô quấn quýt với người đàn ông, góc miệng của anh ta nở nụ cười hài lòng. Chàng trai điển trai đeo bông tai rắn, trên đường gặp một cô thư ký đến đón giám đốc. Chàng không quan tâm nhiều, chỉ muốn ngủ trước, sau khi thư ký lại hiến thân, mới nhận ra rằng cô đã phục vụ sai người, nhưng ai đã khiến cô trở nên ngốc nghếch. Chuyển cảnh, một chàng trai mặc áo da, đeo nhẫn sư tử vung tay làm cho một lập trình viên đã dò dỉ dữ liệu chảy máu đầu. Anh ta lạnh lùng và nghiêm túc, toàn bộ cơ thể toát lên một loạt khí trường mạnh mẽ, không dễ tiếp cận của người lạ. Ánh đèn mờ ảo, rượu cay vào họng, một anh chàng pha chế điển trai quay đầu mạnh mẽ, mỉm cười và nói, chào mừng đến với quán rượu Rendezvous. Chuyển cảnh hai người phụ nữ cẩn thận tiến tới căn phòng bí ẩn. Họ nhấc lên tấm vải đỏ u ám và rùng rợn. Thế giới bên trong dường như cách ly với thế giới bên ngoài. Một nhóm The Jungle rậm đặt trại ở góc quán bar. Khi phe thai nhìn thấy người phụ nữ rõ ràng, biểu cảm của anh ta bất thình lình trở nên nghiêm trọng. Cô ta làm sao lại đến đây? Quay thời gian về 13 giờ trước, ngôi sao thời trang đẹp trai Izin đang chụp ảnh cho tạp chí. Nhà thiết kế Gale nhắc nhở hai người đồng nghiệp rằng họ đã mang nhầm trang phục cho Izin. Hai người phụ nữ thay vì tiếp thu thì ngạo mạn, cố chấp rằng họ không thể sai. Kết quả khi chọn ảnh, ông chủ phát hiện ra rằng trang phục của Izin đã bị mặc sai. Hai người đàn chị ngay lập tức đổ lỗi cho Gale. Mặc dù Gale bị buộc tội oan, nhưng cô không tự biện hộ cho mình. Vẫn là Izin dũng cảm nói thay cho Gale, Gale cuối cùng không bị sa thải. Một bên khác, phóng viên Fadao ngay lập tức lao tới hiện trường vụ án. Cô giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không đến gần thi thể để làm sâu. Nhưng không ngờ, một đồng nghiệp khác lại không có đạo đức như cô, trực tiếp đặt chân lên thi thể để phóng tin. Các ông chủ chính là thích phong cách không có đạo đức như vậy, vì lợi nhuận liền không từ thủ đoạn. Buổi tối, cô bạn thân đề xuất đi quán rượu Rendezvous để vui vẻ. Quán rượu bí ẩn đó không phải ai cũng tìm được, dù tìm được cũng không thể vào được, bởi vì mật khẩu vào mỗi ngày đều thay đổi. Chỉ có ông chủ mới chia sẻ mật khẩu trong nhóm khách hàng thân quen. Còn những người khác, có thể vào được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Những quý ông bên trong đều là những sinh vật ăn thịt. Họ không nói chuyện tình cảm, không nói về tình yêu, chỉ chơi trò chăn gối một đêm. Fadao nghe xong phì cười, ai mà cho đám đàn ông tự tin đến mức ngạo mạn như thế. Thằng đàn ông hôi của còn không bằng thịt lợn thơm. Ngày hôm sau, ngôi sao nổi tiếng phe thai đến công ty của Gale để xem các thiết kế. Thiết kế của ai mà được chọn bởi anh ta sẽ có cơ hội đi học ở Paris. Mọi người đều muốn bằng mọi cách để thu hút sự chú ý của phe thai. Nhưng Gale lại khác, trực tiếp úp nguyên cây kem vào đầu ngôi sao nổi tiếng. Điều Gale không ngờ đó là, phe thai không chỉ không giận dữ mà còn đối xử với cô rất dịu dàng. Tuy nhiên, nụ cười của phe thai chỉ là bề ngoài, bên trong anh ta tâm địa không hề đơn giản. Anh ta không chọn bất kỳ thiết kế nào của ai, giấc mơ Paris của Gale tan thành mây khói. Gale không chịu thua, cô quyết định hỏi rõ phe thai, anh ta tại sao không thích thiết kế của cô. Ngẫu nhiên, Fadao cũng muốn lấy một vài tin tức mới từ phe thai, vì vậy họ cùng nhau theo dõi anh ta. Nhưng không ngờ, xe của phe thai lại biến mất trong một con hẻm nhỏ. Hai người tỏ ra không vui và than phiền. Đột nhiên, Nanam lại đến gần Gale và cố gắng quyến rũ hỏi, em có phải đang tìm đường đến quán rượu Rendezvous không? Sau đó, Nanam nhìn thấy một gã đàn ông lừa dối bạn gái với một người phụ nữ khác. Anh ta nói dối bạn gái rằng anh ta sẽ làm thêm giờ. Nanam lén đốt túi đựng đồ của họ, bên trong rơi ra một hộp ba con sâu. Nanam còn tốt bụng nhặt lên đưa cho anh ta. Điều này hoàn toàn phá vỡ lời nói dối của gã đàn ông này. Bạn gái tức giận hỏi gã đàn ông, đây là công cụ làm thêm giờ của anh à? Gã đàn ông không còn gì chối cãi, không chần chừ, lập tức đề xuất chia tay. Chuyển cảnh Gale và Fadao theo lời gợi ý của Nanam đến một khu vực hoang tàn. Ở đây, không có gì giống như quán rượu giải trí The Jungle như truyền thuyết. Hai người tiến vào khu vực hoang tàn với sự nghi ngờ, họ nhìn thấy một cây đàn piano. Chỉ khi chơi đúng mật khẩu thì cánh cửa bí mật mới mở ra. Nanam đã nói với Gale rằng, mật khẩu hôm nay là sinh nhật của người cô đang tìm kiếm. Họ tìm thấy thông tin trên mạng rằng sinh nhật của phe thai là ngày 2 tháng 9, nhưng ngày 2 tháng 9 có bài hát nào? Bất ngờ, Gale bắt đầu chơi một bài hát Giáng sinh, cửa thật sự mở ra. Hai người nhìn thấy ánh sáng chói lóa lấp lánh của nhóm của phe thai, chắc chắn họ là nhóm The Jungle nổi tiếng. Fadao muốn chụp ảnh họ, nhưng quán rượu Rendezvous đã ngắt mạng để giữ bí mật. Quy tắc đầu tiên của quán rượu này là mọi thứ xảy ra ở đây đều là bí mật. Gale muốn hỏi phe thai về thiết kế của mình không hài lòng ở điểm nào, nhưng phe thai bận đi gặp em gái mà Pai cấm cản. Do đó, phe thai đuổi Gale đi một cách thô lỗ. Gale định rời đi một cách thất vọng, nhưng anh chàng bartender đẹp trai đề nghị cô thử một thứ thức uống có tên là The Jungle, đồ uống đặc biệt của quán. Sau khi uống The Jungle, cô cảm giác như đã đến quán rượu một lần. Gale sau khi uống say đã táo bạo hơn. Cô quyết định tìm phe thai và nói chuyện rõ ràng, nhưng phe thai vẫn không muốn lắng nghe cô. Chuyển cảnh, người mà Pai đang nói đến chính là ngôi sao nổi tiếng Izin. Nhưng Izin không muốn trở thành em gái của Pai. Cô khuyên Pai không nên chờ đợi người phụ nữ sẽ không bao giờ quay về nữa. Pai không đáp lại, ngay lập tức, Izin quyết định mạnh mẽ đối mặt với tình thế.
cô trao cho anh một nụ hôn và cảnh tượng này vừa hay bị Phe Thai và Gale chứng kiến. Quay ngược thời gian về 7 năm trước, lúc đó, Phe Thai chỉ là một tân binh. Đồng nghiệp đối diện với anh ta một cách kính trọng, nhưng sau lưng, họ lại chế nhạo anh ta là con của một ngôi sao và leo lên được vị trí bằng mối quan hệ của mẹ. Một ngày đó, nhà tài trợ đe dọa Phe Thai, muốn tồn tại trong ngành này, không có sự hỗ trợ của nhà tài trợ, mọi việc đều trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Phe Thai là một người đàn ông thẳng thắn. Anh đối mặt với sức ép và cám dỗ từ nhà tài trợ bằng cách đấm thẳng vào tất cả. Anh ta đối đầu với bọn họ đầy mạnh mẽ, nhưng khi về nhà, anh bị mẹ mắng cho một trận ra trò. Tâm trạng của Phe Thai vô cùng buồn rầu, anh đến quán rượu Rendezvous để uống say. Tại đây, anh đã phải lòng Izin, người con gái thấu hiểu lòng người. Quay về hiện tại, khi Phe Thai nhìn thấy người tình trong mộng của mình, Izin, đang trò chuyện với đàn anh thân thiết của mình, Bai, anh cảm thấy tan nát cả cõi lòng, cảm xúc mang theo nhiều hương vị. Anh vội vã kéo Gale ra khỏi đám đông, Gale xem chuyện vui. Gale không nghĩ hành động của mình bị cho là xấu, bước vào đám đông, lên trở thành mồi săn của những yêu tinh. Họ dùng việc dẫn Gale đến tìm Fadao làm cái bẫy, sau đó dẫn cô đến một nơi không người qua lại. Khi chú thỏ sắp bị những con sói lớn ăn thịt, Phe Thai kịp thời xuất hiện. Khi nhóm The Jungle ra tay, những tên lưu manh Nga lập tức bỏ chạy. Sau khi cứu Gale khỏi nhóm The Jungle, họ hỏi Gale, người pha chế đã đi đâu. Quay thời gian trở lại, một chàng trai giống hệt Nan Nam hỏi Fadao đang muốn tìm ai. Fadao nói ra tên của Nan Nam. Chàng trai ngay lập tức tươi cười chúc mừng, em đã tìm ra rồi. Nhưng bất ngờ, Fadao hất mạnh rượu lên mặt chàng trai và mắng chửi một cách tàn nhẫn, nói anh ta là kẻ sát nhân. Người pha chế kiêm chủ quán nhất quyết không để bất kỳ ai làm bẩn quán. Anh ta run tay khi nhìn thấy Fadao đổ rượu. Trong nháy mắt, Fadao đã bị xem như là rác và bị đuổi ra ngoài. Quay lại hiện tại, Phe Thai đã mở một căn phòng để Gale ở lại. Gale nhẹ nhàng cầu xin Phe Thai để cô thiết kế trang phục. Phe Thai tò mò làm thế nào Gale có thể tìm thấy quán rượu Rendezvous. Gale trả lời thành thật rằng là Pai nói cho cô biết, nhưng mật khẩu thì cô tự đoán ra và cô gọi Phe Thai một cách dễ thương là Wei Wu. Ký ức của Phe Thai ngay lập tức trở về tuổi thơ. Lúc đó, anh còn được gọi là Wei Wu, anh có một người bạn cùng trang lứa ở nông thôn. Phe Thai bất ngờ nhận ra rằng đó chính là Gale. Ngày tiếp theo, tin đồn về việc Phe Thai có liên quan đến The Jungle lan truyền ra ngoài. Mặc dù Phe Thai tin chắc rằng không phải Gale đã tiết lộ tin tức, nhưng các thành viên khác của The Jungle nghĩ rằng Gale không chỉ biết anh là Wei Wu mà còn biết anh là thành viên của The Jungle. Dù sao đi nữa, cũng phải làm cho cô ấy giữ kín miệng. Phe Thai tranh thủ hỏi Pai liệu anh ta có mối quan hệ với Izin không. Pai cho rằng anh đừng xen vào chuyện này nhưng Phe Thai lại thẳng thắn nói mình thích Izin. Bất ngờ, Pai nói với Phe Thai rằng anh ta sẽ không có cơ hội đâu, bởi vì Izin sẽ đi Mỹ vào hôm nay. Chuyển cảnh, ở đâu đó, Gale nhận được tin tức, Phe Thai muốn mời Gale thiết kế trang phục cho anh. Gale vội vã đến hỏi Phe Thai, anh không ghét tôi sao, sao lại mời tôi làm việc. Sự gặp gỡ đột ngột này khiến Phe Thai không kịp chạy theo Izin, Phe Thai chỉ có thể chấp nhận số phận. Phe Thai nhắc nhở Gale tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ bí mật nào của anh, việc anh để cô là nhà thiết kế coi như một khoản tiền cô bịt miệng. Tuy nhiên, Gale đã quên hẳn mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, sau đó, Phe Thai dẫn Gale đi làm. Anh đề xuất để Gale tìm cảm hứng, nhưng không ngờ là người mẫu nữ không đến, mọi người Gale phải làm thay. Gale xuất hiện trong chiếc váy đỏ rực rỡ, Phe Thai nhìn chăm chú vào cô, nhưng Gale không thể giữ được sự thần thái trong mắt của mọi người. Vừa đi được 3 bước, Gale bị vấp ngã đến rầm, cô đã thể hiện một vũ điệu đẹp mắt trước mặt mọi người. Dưới sự cổ vũ của mọi người, cô mạnh dạn tiến lên, ngồi trên đùi, hôn vai, những cử chỉ thân mật khiến hai người cảm thấy xao xuyến. Khi tối đến dùng cơm, các đồng nghiệp của Gale lăng mạ và châm chọc cô. Ban đầu, Gale còn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng sau một ly rượu, cô liền trở nên khác biệt, điều này khiến đồng nghiệp im lặng vô tiếng. Sau bữa ăn, Phe Thai lại đưa Gale say rượu trở lại The Jungle. Nhân viên pha chế trêu ghẹo Phe Thai, liên tục mở hai phòng trong hai đêm liên tiếp, đó là ai đã nghiện ai. Phe Thai nhìn Gale đang ngủ, nhớ lại khi mẹ anh rời đi đã nhắc anh phải từ bỏ cái tên Wei Wu đi. Gale khi đó muốn tặng Phe Thai một bức tranh bằng giấy làm kỷ niệm, nhưng do áp lực từ mẹ, Phe Thai từ chối món quà chia tay của Gale. Bây giờ khi thấy Gale vẫn như xưa, là một cô gái đáng yêu tốt bụng, Phe Thai không thể nào không tiến gần Gale. Khi họ sắp hôn nhau, Phe Thai may mắn kịp thời phanh lại. Thực ra, Gale cũng chưa ngủ, hai người cùng cảm nhận những cơn đập của trái tim, không hiểu điều kỳ lạ vừa xảy ra là gì. Ngày hôm sau, Phe Thai nhận được thiết kế từ Gale. Anh đã gửi người truyền đạt lại rằng anh rất thích nó, nhưng anh không ngờ rằng giữa anh và Gale đã có một trở ngại trước cả khi bắt đầu. Nguyên nhân là tin đồn Phe Thai là thành viên của The Jungle là do mẹ Phe Thai lan truyền, mục đích là để Phe Thai ít đi những nơi như vậy hơn. Bây giờ, khi mẹ Phe Thai nghe nói Phe Thai không chỉ sử dụng Gale, một nhà thiết kế vô danh, mà mối quan hệ giữa họ còn đặc biệt, bà đã ra lệnh cho Gale rút lui khỏi việc thiết kế. Trong tình thế bấp bênh, Gale đã hỏi mẹ Phe Thai một điều, thực ra anh Phe Thai không phải con trai Phe Thai của bà đúng không? Mẹ Phe Thai kinh ngạc khi nghe điều này, tại sao Gale lại nghĩ rằng Phe Thai không phải là Phe Thai? Vào ngày xưa, khi mẹ Phe Thai bỏ rơi Phe Thai để tái hôn và sinh con, không lâu sau đó, ông chồng mới của mẹ Phe Thai và con trai riêng liên tiếp qua đời. Để lừa bố mẹ chồng giàu có của mình để nhận tiền trợ cấp, mẹ Phe Thai đã sử dụng Phe Thai để thay thế cho đứa con trai đã qua đời kia. Quay trở lại hiện tại, sau khi mẹ Phe Thai đe dọa Gale giữ mồm giữ miệng, cô đã nói với Phe Thai rằng Gale đã tự từ bỏ công việc thiết kế quần áo cho anh. Phe Thai tức giận đi ra ngoài uống rượu. Cảnh chuyển đổi, Fadao vẫn muốn vào quán rượu tìm người nhưng không đoán được mật khẩu vào hôm nay.
Gale không hiểu Fardal tại sao lại cứ kiên định muốn vào quán rượu Rendezvous như vậy. Fardal hỏi Gale với tâm trạng phức tạp, còn nhớ cháu tôi tên là Kêu Ta không? Kêu Ta là cháu gái của Fardal, cô từng là bạn cùng phòng với Fardal. Một ngày, khi Fardal về nhà, cô phát hiện Kêu Ta nằm trên giường, miệng sùi bọt mép và qua đời. Kêu Ta dị ứng với aspirin, lúc đó mọi người đều nghĩ rằng Kêu Ta chết vì uống nhầm thuốc. Chỉ có Fardal nghi ngờ cái chết của Kêu Ta không phải là tai nạn, vì cô đã thấy trong đoạn tin nhắn. Kêu Ta vẫn cố gắng giữ chân một người đàn ông, nhưng người đàn ông tàn nhẫn đó lại khiến Kêu Ta qua đời. Fardal ấn định người đàn ông đó là kẻ chủ mưu giết chết Kêu Ta, vì vậy cô phải vào quán rượu Rendezvous để lôi ra kẻ thù ác đó. Nhưng không có mật khẩu vào thì phải làm sao? Lúc này, Izin bất ngờ xuất hiện. Cô dễ dàng bấm ra mật khẩu và đưa theo Fardal và Gale vào. Mọi người đều bối rối, Izin mới vừa bay đi Mỹ thì sao lại quay trở lại? Hiếm khi ngày hôm nay lại na thi động như vậy. Những chàng trai và cô gái trẻ đề xuất chơi trò chơi vua, người rút được lá vua có thể ra lệnh cho người khác làm một việc gì đó. Trong vòng chơi đầu tiên, Fardal nhận được lá vua. Cô ấy quyết định hỏi Nanfa, anh có biết một cô gái tên là Kêu Ta không? Nanfa đáp trả cười khinh thường, không quen. Ngay lập tức, Fardal tiếp tục, anh không phải là người khiến cô ấy qua đời chứ? Mọi người thấy Fardal có vẻ mất kiểm soát liền vội kéo cô lại nhanh chóng đứng ra làm hòa. Nanfa đã trả lời một câu hỏi rồi, vì vậy trò chơi phải tiến vào vòng tiếp theo. Trong vòng thứ hai, hách được lá vua, lệnh của anh là để người có số thứ tự 5 uống một ly. Thật là trùng hợp, số thứ tự 5 chính là Gale, người thường trở nên điên khùng khi uống rượu. Vì đã biết Gale sau khi uống rượu rất quậy, nên Fardal không muốn nhìn thấy điều đó một lần nữa. Do đó, anh ấy đã dũng mãnh thay thế Gale uống một cốc lớn. Trong vòng thứ ba, Nanfa nhận được lá vua và ra lệnh cho số thứ tự 2 và 6 hôn nhau. Số thứ tự 6 là Izin, số thứ tự 2 là Fardal. Lần này sẽ có một màn hấp dẫn, Gale nhanh chóng đứng dậy và chạy trốn. Fardal và Izin dường như không thể tránh khỏi ánh mắt của mọi người, họ buộc phải hôn nhau dưới sự cổ vũ của mọi người. Tuy nhiên, nụ hôn này bị hách cướp giật, với lá số thứ tự 9 trong tay, hách giả vờ không biết gì, nói, tôi giữ số 6 thì phải. Anh ấy rõ ràng đang có ý đồ xấu với Izin. Fardal vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo Gale đang bỏ chạy vì tức giận. Tuy nhiên, chàng trai thẳng này không chỉ không biết làm thế nào để trấn an cô gái mà còn trách móc Gale vì không tiếp tục làm người thiết kế trang phục cho anh. Gale tức giận phản đối lại, nói là người đóng giả thành người khác thì có gì có quyền gì phê phán cô. Lúc này họ nhận ra có paparazzi đang lén chụp ảnh. Một cách đầy tức giận, Fardal đã quăng vỡ điện thoại của phóng viên và giơ ngón tay giữa lên trước camera. Sau khi quay trở lại phòng, Gale khuyên Fardal không nên hành động quá bốc đồng vì sợ rủi ro. Fardal vẫn đang trong trạng thái mất kiểm soát, nói rằng anh có tính cách tồi, nóng nảy, cứng đầu và kiêu ngạo, nhưng anh là một chàng trai tốt. Nghe xong, Gale không khỏi ngẩn ngơ và bất ngờ trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Fardal cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được hôn và đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời của cả hai. Trong khi đó, Nanfa lại tiếp tục làm phiền Fardal một cách dễ thương. Fardal cứng rắn, mạnh mẽ tuyên bố rằng cô không bao giờ tin tưởng vào những anh chàng đào hoa. Nghe xong, Nanfa mỉm cười mãn nguyện, bởi càng dữ tợn thì anh càng thích. Bên này, ngay từ sáng sớm, cặp đôi đã trở nên rất ngọt ngào và gần gũi với nhau, không hề biết rằng tin đồn về họ đã lan rộng. Mẹ Fardal ra lệnh cho Fardal tổ chức một buổi họp báo xin lỗi ngay lập tức, nếu không cô sẽ làm cho Gale không thể tiếp tục sống trong giới giải trí. Vào buổi tối, Gale dũng cảm tỏ tình với Fardal, cho biết cô sẵn lòng chia sẻ mọi khó khăn và gian nan với anh. Tuy nhiên, Fardal chỉ cười khinh bỉ, chỉ là đùa thôi mà, cô cũng tin thật sao? Gale cảm thấy bị tổn thương khi nghĩ rằng cô đã dành trái tim chân thành cho một kẻ vô tâm. Trong khi đó, Fardal cũng đau khổ không kém, anh giả vờ như một chàng trai đào hoa, ngay hôm sau đã yêu cầu mẹ thực hiện lời hứa. Không lâu sau, Gale nhận được tin rằng cô có cơ hội đi Paris. Cô liên kết thông tin này với những lời lẽ vô tình của Fardal, tin rằng anh chỉ nói những điều tàn nhẫn để bảo vệ cô. Cảnh chuyển sang buổi họp báo của Fardal, những tay săn ảnh điên cuồng giả vờ thương cảm để phỉ báng Fardal. Lúc quan trọng, hách trong bộ vest lịch lãm đã đến, hóa ra anh ta là một luật sư. Anh đã hợp tác với một số ngôi sao khác bị săn ảnh xâm phạm quyền riêng tư để đơn kiện các tay săn ảnh. Thành công khiến sự chú ý của báo chí chuyển hướng sang tay săn ảnh. Sau khi họp báo kết thúc, Gale cố ý tiếp cận Fardal và tỏ ra bất mãn. Cô hỏi anh liệu những gì anh nói vào tối qua có thành thật không. Fardal không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết lắc đầu rời đi là biện pháp tốt nhất. Gale quyết định thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Fardal, dù biết rằng việc họ ở bên nhau sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu Fardal không đồng ý, thì cũng được. Fardal trong lòng loạn thành một đoàn. Khi đèn flash được hướng về phía họ, Fardal nắm chặt lấy Gale, người đang cố bỏ chạy. Anh ta không quan tâm đến những tay săn ảnh đang đuổi theo bọn họ, để họ chụp hình nụ hôn đẹp đẽ của hai người. Đó là câu trả lời của Fardal, vì Gale, danh tiếng đã là gì? Mẹ Fardal tức giận đến dùng mình, Fardal làm như vậy chắc chắn sẽ khiến sự nghiệp của anh điêu đứng. Tuy nhiên Fardal đã từ lâu không muốn lẫn lộn trong làng giải trí dưới danh nghĩa của người khác, và đúng lúc này, anh quyết định rút lui để trở thành phi công. Một bên khác, khi Fardal gặp Nanfa, cô không nhịn được mà mắng, Kêu Ta là một cô gái tốt, vậy mà lại mắc sai lầm tin vào một kẻ cặn bã như anh ta. Nanfa chỉ cười nhẹ mỉa mai, chế giễu Fardal không biết gì cả. Anh ta bí ẩn tiến lại gần Fardal, nói vào tai cô rằng nếu Fardal muốn biết sự thật thì hãy đến quán bar Rendezvous tối nay. Quay về một vài năm trước, người em họ của Fardal, Kêu Ta là một cô gái hiền lành và tốt bụng. Nụ cười của cô luôn là điều rực rỡ nhất trong trái tim Fardal. Nhưng không ngờ, cô gái xinh đẹp ấy lại ra đi một cách bi thảm như vậy.
Fadao đã phát hiện thông qua nhiều dấu hiệu rằng Kyota đã mang bầu và có khả năng tự hủy hoại bản thân vì một tên đàn ông rác rưởi trong The Jungle. Từ đó, Fadao đã bắt đầu cuộc săn lùng nhóm đàn ông rác rưởi trong The Jungle. Tuy nhiên, họ quá bí ẩn, hoàn toàn không thể bắt được dấu vết. Quay trở lại hiện tại, Fadao cuối cùng đã tiếp xúc được với nhóm The Jungle mà cô đang tìm kiếm. Cô đã báo cáo với biên tập viên về việc muốn viết tin tức về The Jungle và thề sẽ phơi bày mặt xấu của những tên đàn ông rác rưởi đó cho mọi người cùng biết. Cảnh chuyển, Nanam đang cảm thấy rất buồn chán trong buổi tiệc mừng đám cưới. Bất ngờ, anh nhìn thấy cô gái bị bạn trai cắm sừng đã gặp lần trước, con gái Nithan, người thường hắt hơi khi cô ấy nói dối. Cuộc vui đến rồi, hôm nay chính là ngày cưới của bạn trai cũ của Nithan, Bing Bong, người đã cắm cho cô cặp sừng dài 3 mét. Nithan đến làm khách mời để chứng kiến tình yêu của cặp đôi hạnh phúc. Nhưng không ngờ, đúng lúc này cô lại bị mẹ của bạn trai cũ châm chọc. May mắn là bà già này không phải là mẹ chồng của cô ấy. Nanam nhìn thấy thẻ làm việc của nhân viên. Anh nghĩ ra một kế hoạch, giả mạo làm nhân viên và nói dối Nithan rằng bạn trai cũ muốn gặp cô ở phòng của chú rể. Sau đó, Nanam lén đổi âm thanh trong phòng chú rể thành chế độ phát sóng. Và cuộc trò chuyện gay gắt giữa Nithan và bạn trai cũ ngay lập tức trở thành một buổi truyền hình trực tiếp trên sân khấu. Không phải anh bảo với tôi là anh chỉ ngủ với cô ta vài lần thôi hả? Anh ngoại tình với cô ta hơn một năm rồi. Mẹ anh ta đang ở cùng với cô dâu không khỏi hoảng hốt, vội vã lao tới ngăn cản Nithan. Nhưng Nithan không quan tâm họ có mất mặt không, cô ấy đã nói một cách thoải mái. Mặc dù sau đó bị đuổi ra ngoài nhưng cô cũng đã được một fan mắng chửi đã đời. Khi Nithan gặp lại Nanam ở bên ngoài, cô mới nhận ra cuộc vui vừa rồi là một màn kịch do Nanam dàn dựng. Cô chỉ biết mắng hắn là một kẻ điên, nhưng càng mắng, Nanam càng vui vẻ. Anh ta chưa bao giờ gặp một cô gái dễ thương như vậy liền muốn tiếp tục trêu đùa. Anh ta đưa cho Nithan một chiếc thẻ nhỏ và nói rằng đây là mật khẩu cho quán bar vào ngày mai. Nếu cô muốn mắng tôi, hãy đến đó. Ngày hôm sau, bà nội của Nithan triệu tập mọi người để thảo luận về việc phân chia tài sản thừa kế. Mọi người đều lý do rằng Nithan là một cô gái và chưa kết hôn nên không cần chuẩn bị hồi môn, từ chối chia tài sản cho cô. Mẹ Nithan không khỏi tức giận. Sau khi cha của Nithan, người đàn ông tồi tệ đã ly hôn, ông ta đã chuyển hết sự quan tâm của mình sang gia đình mới, thậm chí còn không trả tiền nuôi dưỡng cho Nithan suốt nhiều năm. Để trả thù, mẹ Nithan nói dối rằng Nithan sắp kết hôn và tài sản phải có một phần cho cô. Nghe lời, bà nội ra lệnh cho Nithan nhanh chóng mang bạn trai về, chỉ có nhìn thấy bà ấy mới tin. Nithan hoang mang không biết phải tìm bạn trai ở đâu. Chàng trai nào có tài gian lận giúp cô qua khỏi khó khăn này? Hình ảnh của Nanam, một chàng trai tinh danh, liên tục xuất hiện trong đầu cô. Vậy nên, cô quyết định thử vận may bằng cách tìm anh. Khi Nithan đến quán rượu Rendezvous kỳ bí và bí ẩn, cô không gặp Nanam mà chỉ có một người pha chế rượu toát lên sự bí ẩn đó phục vụ cô. Cô hỏi người pha chế về người đã cho cô chiếc thẻ, người đó là ai? Người pha chế chỉ nói rằng người đó được gọi là Viper hay là rắn độc. Anh ta điển trai, nhưng đằng sau đó là chất độc. Mọi người ở gần anh ta đều bị sức quyến rũ độc hại của anh ta làm mê mệt. Nithan không thấy anh ta là một người tốt. Lúc này, Fadao bất ngờ xuất hiện, nhiệt tình chào đón Nithan. Khi Nithan chuẩn bị nói với Fadao người mà cô đang tìm là ai, xung quanh đột nhiên trở nên tối om. Bartender an ủi Fadao rằng chỉ là một vấn đề nhỏ về sự cố mất điện. Nhưng khi đèn sáng trở lại, Fadao ngạc nhiên phát hiện ra Nithan đang không còn ở bên cạnh nữa. Cô ấy theo chỉ dẫn của bartender lên mái nhà tìm kiếm Nithan, nhưng kết quả lại gặp phải Nanfa, một gã lươn lẹo kỳ lạ. Nanfa tự tin nói với Fadao rằng anh ta nhớ tất cả những người phụ nữ đã ngủ qua, nhưng anh ta thực sự không biết ai là Kyota. Fadao lén lút bật băng ghi âm trong tay. Hôm nay, cô nhất định phải lấy thông tin từ Nanfa. Để có được thông tin từ Nanfa, cô buộc phải tham gia trò chơi với anh. Không ngờ Nanfa thực sự quá sát gái, chỉ vài ba chiêu đã môi chạm môi với người đẹp. Điều không ngờ tới là Fadao lại không hề từ chối. Mặt khác, nhóm của những gã đàn ông tồi lo lắng rằng buổi họp báo sẽ tiết lộ danh tính của họ. Ban đầu họ dự định để Pai xử lý, nhưng Pai lại nhìn về phía góc tường, ý nghĩa sâu xa nhấn mạnh đã có người tình nguyện giải quyết việc này. Ở góc phòng, Nanfa đang thong thả uống rượu, trong khi Fadao nhận ra mình đã thất bại. Tối qua, cô ấy vậy mà lại trải qua một đêm miên man với Nanfa, thực sự là một sự mất mát không đáng có. Fadao nhanh chóng lại gặp Nanfa để lôi kéo thông tin, nhưng Nanfa dường như đã hiểu rõ chiêu trò của cô ấy. Anh ta tự đắc nói với Fadao rằng nếu có thời gian, cô ấy nên mở máy ghi âm và nghe. Không có gì để nghe cả, thời gian quay về đêm qua trước khi Nithan biến mất. Trong khoảnh khắc mất điện, Nithan bị một người bịt miệng kéo đi. Khi cô nhìn chằm chằm, người đứng trước mắt chính là Nanam mà cô ấy đang tìm kiếm. Fadao đến tìm bằng chứng nhưng không ngờ lại là giao chứng cho ác, cô đã trao đi lần đầu của mình. Liệu cô ấy có thể tiết lộ bí mật của nhóm The Jungle như mong muốn không? Nanam gạt cầu dao điện lén lút bắt Nithan, Nanam tự tin nhìn Nithan. Nithan ngay lập tức làm sáng tỏ, giải thích mình không phải vì thích anh mà tới đây. Đúng lúc đó, người phụ nữ mà Nanam đã chán ghét tiếp tục đến để làm phiền. Nanam lập tức làm một cú chuyển mình trở thành một chàng trai trong sạch, nói dối rằng Nithan là chị gái mình. Cô ả đương nhiên không tin, nhưng khả năng diễn xuất của anh ta là thượng thừa. Anh ta rút ra một nắm tiền và nhét vào tay của Nithan, ôm cô ấy một cách bi thương và nói, chị ơi, chúng ta nhất định có thể vượt qua khó khăn. Nithan hoàn toàn bối rối, không hiểu gì, anh chàng này đang chơi trò gì nữa đây. Tiếp theo là phần trình diễn của Nanam, khiến Nithan choáng váng cả đầu. Anh ta đau khổ lại kể chuyện mẹ bị ung thư, lại nói chị mới mất việc. Kết hợp cùng những giọt nước mắt chân thành và những lời nói đáng thương, cuối cùng anh ta chốt hạ, em cho anh vay ít tiền được không? Một câu đã thành công khiến người phụ nữ biến mất không một dấu vết.
Tiếp theo, anh ta cười tà ác với Nathan. Nathan sau khi nhận ra tiền anh ta vừa đưa lại cho cô đều là tiền giả. Nathan không hiểu vì sao Nam Nam lại nói dối liên tục, liệu không thể thật thà một chút sao? Nam Nam cười, cho rằng cô ấy quá ngây thơ. Anh ta giải thích rằng mối quan hệ giữa con người không phải dựa trên sự chân thành mà là lợi ích. Ví dụ như Nathan đến tìm anh là vì muốn có lợi ích gì? Nathan có chút chột dạ, cô nói nhỏ nhẹ, muốn Nam Nam giả vờ làm bạn trai của cô. Khi mọi chuyện kết thúc, Nam Nam có thể nhận được một phần gia sản của bà nội Nathan làm phần thưởng. Nathan làm việc rất hiệu quả, còn chu đáo chuẩn bị trước cả hợp đồng cho hai người. Tuy nhiên, Nam Nam trước nay đều làm theo ý mình, ghét sự ràng buộc, anh từ chối ký bất kỳ hợp đồng nào, một tờ giấy rách làm sao có thể ràng buộc anh ta được. Ngày hôm sau, bố của Nathan đặt câu hỏi cho Nathan, có phải cô vì muốn lừa lấy di sản của bà nội mà nói dối có bạn trai không? Nếu không, làm sao không thấy một nathi tóc của bạn trai nào cả? Trong khi ông ta, một kẻ ngoại tình trong hôn nhân, không ngần ngại châm chọc vợ cũ rằng bà ấy xứng đáng bị ông ta vứt bỏ. Lúc này, Nam Nam đột nhiên xuất hiện như ánh nắng mặt trời chiếu vào bên cạnh khuôn mặt của ông ta. Nam Nam dường như là chàng hoàng tử cứu rỗi cô gái bị đày đọa. Chỉ thấy anh ta kiên định nói mình chính là bạn trai của Nathan. Tình huống bỗng chốc đã thay đổi, không khí đã trở nên ngọt ngào. Để khiến bố Nathan tin rằng anh và Nathan có mối quan hệ yêu đương mãnh liệt, Nam Nam thậm chí đề xuất đề nghị để cả hai sống cùng trước hôn nhân. Bố Nathan không tin tưởng, ném ra câu hỏi khó, vậy thì hãy đính hôn đi. Nhưng không ngờ, Nam Nam đồng ý ngay lập tức. Sau cuộc gặp gỡ, Nam Nam yêu cầu sau khi mọi việc thành công, anh sẽ nhận 45% di sản. Nathan nghe vậy thì giật mình, anh thật sự muốn ăn cướp sao? Nhưng biểu cảm của Nam Nam rất cứng rắn, chuyện đã đến nước này, Nathan đành phải thỏa hiệp. Hiệp ước này chính thức có hiệu lực, sau đó, Nam Nam đưa Nathan đến căn hộ của mình. Với thói quen của Nathan là ngó lơ khi nói dối, họ quyết định thực sự sống chung với nhau. Sau một thời gian, họ phát hiện bố Nathan đang theo ở dưới tòa nhà. Để qua mắt ông ấy, Nathan phải ở lại đêm nay. Nathan vui vẻ vẽ một đường đỏ không thể vượt qua. Ngày hôm sau, Nam Nam và Nathan cùng đến thăm bà Nathan. Nam Nam, lịch thiệp, dịu dàng và điển trai, lại còn làm công việc tư vấn đầu tư vô cùng tốt. Bà Nathan rất hài lòng với anh ta. Sau bữa ăn, Nathan tò mò về việc Nam Nam làm sao mà giỏi nói dối đến thế. Liệu anh ta có giỏi nhìn ra những lời nói dối của người khác không? Nam Nam dạy Nathan một vài mẹo nhỏ. Nếu ai đó nói chuyện mà họ nhìn về phía trái không chú ý, có nghĩa là họ đang nói thật. Nếu họ nhìn sang phải, có nghĩa là họ đang nói dối, vì bộ não phải của con người được sử dụng để tưởng tượng và viết ra câu chuyện. Dù người có kỹ năng diễn xuất cao cũng không thể kiểm soát được các phản ứng sinh lý như mở rộng đồng tử, ra mồ hôi do căng thẳng. Nathan cảm thấy như lắng nghe một bài giảng thú vị. Tuy nhiên, tại bữa tiệc trưa, Nam Nam hoàn toàn không có dấu hiệu nói dối. Nam Nam trả lời nhẹ nhàng, bởi vì tôi nói sự thật mà. Vào buổi tối, Nathan kéo Nam Nam chụp ảnh tự sướng. Ban đầu, Nam Nam không hứng thú nhưng khi anh ta nhìn vào mắt Nathan, anh ta cảm thấy bối rối. Nathan mang đến cho anh ta một trò chơi thực tế ảo. Mặc dù Nam Nam thấy nó hơi trẻ trâu, nhưng kết quả là anh chơi cả đêm. Ngày hôm sau, Nathan nhiệt tình làm mì ý cho Nam Nam. Tuy nhiên, khi Nam Nam nhìn thấy đĩa mì đó, hình ảnh nỗi sợ hãi từ tuổi thơ bắt đầu hiện ra trong đầu anh. Lần đầu tiên, anh tức giận với Nathan, thời gian quay về khi Nam Nam còn nhỏ, một đội cảnh sát cầm súng bắt tội phạm ở nhà Nam Nam. Họ nói rằng cha của Nam Nam là một kẻ lừa đảo nổi tiếng. Tất cả tài sản của cha Nam Nam đều bị tịch thu. Nam Nam tỉnh giấc trong cơn ác mộng, đầu đầy mồ hôi. May mắn có Nathan ở bên cạnh an ủi nhẹ nhàng. Nam Nam đột nhiên hỏi Nathan liệu có muốn biết tại sao anh luôn nói dối. Sau khi cha của Nam Nam bị bắt, mẹ của anh đã đổ thuốc độc vào mì ý, màn đối diện giữa mẹ và con trai đầy nước mắt. Dưới bàn, tay của Nam Nam cầm chặt một cây dao nhọn. Nghe xong, Nathan ôm Nam Nam một cách đau lòng và an ủi anh một cách nhẹ nhàng, nói đừng để những điều đó phá hủy cuộc sống của anh. Nam Nam cảm nhận được một dòng chảy ấm áp trong lòng và hứa sẽ không bao giờ đem cảm xúc cá nhân của mình vào công việc trong hợp đồng tình yêu này nữa. Ngày hôm sau, bà Nathan đã chuẩn bị một gói spa cho cặp đôi mới. Cả hai buộc phải cởi quần áo trong cùng một phòng. Nam Nam cố gắng nói mạnh mẽ, cô không phải là kiểu người tôi thích, nên tôi tuyệt đối không nhìn lén cô. Nhưng âm thanh nước róc rách làm cho trái tim của Nam Nam loạn nhịp. Anh ta không thể kiềm chế được mong muốn nhìn lén Nathan. Khi Nathan tắm xong, cô ấy trở nên tinh khiết và hấp dẫn như dòng nước suối trong vắt. Nam Nam bị cuốn hút và không chú ý đã vấp ngã khi đi, thật sự là muốn đội quần. Đêm đó, nhóm The Jungle tụ tập tại quán rượu Rendezvous, cược rằng Nam Nam chắc chắn đã đổ gục trước cô nàng. Nhưng Nam Nam vẫn cố gắng giữ vững lập trường, thế nhưng khi nhớ về cuộc sống với Nathan, Nam Nam lại cười trong vô thức. Về nhà, Nam Nam hỏi Nathan liệu họ có muốn ngủ cùng nhau không. Anh ta ngập ngừng rồi ấp úng nói, sợ ngày mai khi bố Nathan đến sẽ gây nghi ngờ. Nhưng thực ra, anh ta muốn nằm cùng với Nathan. Trong đêm khuya, Nam Nam lại bị ám ảnh bởi cùng một cơn ác mộng. May mắn có Nathan xoa dịu trái tim anh và an ủi anh, khiến Nam Nam cảm thấy rằng đêm dài không còn khó khăn như trước. Ngày hôm sau, khi bố mẹ Nathan đến kiểm tra, Nam Nam đã chuẩn bị một món ăn mà Nathan thích nhất. Tuy nhiên, bố Nathan chỉ tin tưởng khi họ đính hôn mới là thật lòng. Tài sản sẽ được chuyển vào tên của Nathan sau khi tiệc đính hôn kết thúc. Nathan thở phào nhẹ nhõm và vội vã tổ chức tiệc đính hôn, sau đó vội vàng chia tay với Nam Nam. Nhưng Nam Nam kiêu ngạo, mặt đầy ghen tuông, anh ta không muốn kết thúc quá sớm như vậy. Khi họ đi chọn địa điểm, Nam Nam không hề hứng thú và cố ý tìm lỗi, thậm chí muốn chọn một phòng chỉ có thể sử dụng sau 6 tháng. Thế nhưng,
người đã đặt trước phòng đó hủy đặt chỗ, vì vậy Nathan và họ có thể tổ chức tiệc đính hôn vào ngày mai. Ở một cảnh quay khác, Fadao chú ý thấy một nút không có số trên thang máy của quán rượu Rendezvous. Cô ấn nút đó với sự tò mò, cô nhận ra rằng đây là tầng hầm. Cô thấy Nanam dẫn Nathan vào đó, Nanam trên sân thượng hôn Nathan một cách bá đạo. Chẳng biết bao lâu rồi anh ta mới dám hôn như thế. Ngay khi cả hai đang dính vào nhau như keo 502, Fadao lao đến và cảnh báo Nathan không nên tin vào Nanam. Tên đàn ông này đã dùng cùng một chiêu lừa cô lên giường. Không chỉ thế, Fadao còn kể cho Nathan nghe về cái chết của em họ do tên đàn ông tồi này gây ra. Nathan tức giận quay đầu bỏ chạy, Nanam muốn đuổi theo nhưng lại bị Fadao ngăn lại, không ngừng chất vấn anh, cô đe dọa sẽ vạch trần tất cả. Nanam bất lực và tức giận hỏi Fadao, cô nói từng ngủ với tôi, sao cô chắc chắn được người đó là tôi? Ngay khi Fadao đang cứng họng, một người trông giống hệt Nanam từ phía sau tiến lại. Fadao hoàn toàn bối rối khi chứng kiến tình huống này. Đây là tình huống gì vậy? Nguyên nhân là Nanfa là em sinh đôi của Nanam. Tuy nhiên anh ta thường xuyên sử dụng tên của Nanam để lừa dối. Nanam hỏi Nanfa liệu anh ta có phải là người đã khiến cho em gái của Fadao tu hay không. Nanfa tức giận vì anh trai không tin mình và cảm thấy bực tức về việc Nanam gần đây ít ra ngoài chơi vì Nathan. Anh ta cố tình làm Nanam tức giận, nói rằng nếu mình hôn và ngủ cùng cô ấy, liệu cô ấy có phân biệt được là anh hay anh ta không? Nanam tức giận nhấn ga muốn lao về phía em trai, nhưng Nanfa điên cuồng không tránh né, Nanam cuối cùng vẫn bẻ lái. Nanam tức giận lao ra ngoài hướng súng về phía Nanfa. Nanfa cảm thấy rất tổn thương khi anh trai mình đặt súng vào đầu mình vì một người phụ nữ. Cuối cùng Nanam vẫn không đành lòng bóp cò mà chỉ hướng cú đấm đánh người em trai nổi loạn. Tuy nhiên, không ngờ rằng Nanfa lại cướp súng và giữ nó vào đầu của chính mình. Lúc này, nhóm The Jungle nhận được tin, bọn họ đồng loạt hành động, ngăn chặn cặp anh em có mối quan hệ căng thẳng này. Nanam lợi dụng cơ hội để cướp súng, nhưng trong lúc tranh giành, một tiếng súng bất ngờ vang lên. Mặt của các thành viên The Jungle trở nên u ám hơn sau từng phút. Ngày hôm sau, tại buổi tiệc đính hôn của Nanam và Nathan, Nathan đợi mãi mà không thấy Nanam đâu cả. Bố Nathan đưa tài sản chuyển nhượng cho Nathan xem, chỉ cần hôm nay tiệc hoàn thành, tiền sẽ thuộc về Nathan. Thấy sự việc sắp đổ bể, Nathan đang định thú nhận tất cả thì chú rể cuối cùng cũng đến. Nhưng kỳ lạ là, khi trao nhẫn cưới, Nathan lại nhìn chăm chú vào chú rể với vẻ lo lắng. Cô ấy đề phòng hỏi, anh là ai và Nanam đâu rồi? Chú rể khẳng định mình chính là Nanam, nhưng Nathan hoàn toàn không tin. Nanam là người tuân thủ các thỏa thuận, nếu hôm nay anh ấy không xuất hiện, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Bất chấp mọi rủi ro, Nathan quyết định đi tìm Nanam. Cả hội trường đều kinh ngạc, bất ngờ lúc này, cánh cửa mở ra và Nanam thật sự, người đầy mồ hôi vội vã chạy đến. Hóa ra, chú rể trước đó thực sự là Nanfa giả mạo. Nathan thật sự tài năng, Nanfa khôn khéo trả lại vai trò chính cho Nanam. Khi chiếc nhẫn được đeo từ từ vào ngón áp út của Nathan, màn kịch bọn họ dựng lên đã biến thành thực sự. Nanam hoàn thành nhiệm vụ và ngã xuống, không thể kiềm chế được bản thân nữa. Suy cho cùng thì anh ấy cũng là bệnh nhân nghiêm trọng, bởi vì anh ấy đã bị trúng đạn khi đó. Khi cảnh quay thay đổi, Nanfa đang trông nom bên giường bệnh của Nanam, nhắc lại ác mộng từ thời thơ ấu của họ. Trên thực tế, Nanfa biết rằng ngày đó mẹ định đưa cả hai đi cùng nhau về trời, nhưng để cả nhà có thể sống hòa thuận, Nanfa vẫn quyết định ăn phần mì chứa độc mà mẹ đưa tới. Chuyện đã đến rồi cũng đi nhanh thôi. Nanam đột nhiên rút dao ra và đâm thẳng vào cổ tay của mẹ, khiến mẹ họ rơi vào trạng thái điên cuồng. Bà đuổi theo hai đứa trẻ đang bỏ chạy. Đột nhiên, bà ấy bị tác dụng của chất độc tấn công, đổ gục xuống đất và bắt đầu sùi bọt mép. Bà gào lên tên của hai đứa trẻ trong cảnh đau đớn. Hai đứa trẻ sợ hãi trước cảnh mẹ đuổi theo, tạo nên một bóng đen không thể xua đi trong tâm trí của họ. Quay về hiện tại, lần này Nanfa gây rối với Nanam là vì lo sợ Nanam sẽ bị phụ nữ phản bội. Nhưng Nanam sống sót sau khi bị bắn, vận mệnh rất lớn của anh ấy, vậy nên anh ấy muốn hẹn hò với ai thì hẹn hò. Khi cảnh quay thay đổi, cha của Nathan biết mọi chuyện, tức giận hỏi cô con gái làm sao dám lừa ông. Cả mẹ và con gái đều chỉ biết đến tiền bạc. Câu nói này khiến mẹ Nathan không vui, nói như thể ông đã cho tiền cô ấy vậy. Mẹ Nathan đã một mình cực khổ nuôi nấng cô con gái lớn lên, trong khi cha Nathan chỉ biết lăng nhăng tìm tình mới. Khi bố Nathan không thể nói lại, ông liền muốn đánh. Nhưng Nanam, người nghiện bảo vệ vợ, làm sao có thể để cú tát của ông ta rơi lên cô vợ chưa cưới được. Nanam lịch thiệp xin lỗi cha của Nathan, sau đó mạnh mẽ đấm vào mặt ông già xấu xí này. Nathan nhanh chóng đưa gã hồn nhiên bị thương này trở về phòng bệnh. Nanam rất tò mò làm sao Nathan có thể phân biệt được anh và Nanfa. Nathan tự hào nói rằng tất cả là nhờ Nanam dạy dỗ tốt, làm cho cô có khả năng nhìn thấu lời nói dối. Cặp đôi trẻ mới yêu tràn đầy tình cảm không ngừng đùa giỡn. Dù là Nanam hay Nathan, miễn là họ có niềm tin dành cho đối phương, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Khi cảnh quay đổi, Nanfa xin lỗi với Fadao, nói rằng anh không nên lợi dụng tên của anh trai để lừa dối cô. Anh đầy nghiêm túc nói với Fadao rằng mình cũng muốn tìm ra sự thật. Anh ấy sẽ giúp cô tìm ra người khiến em họ cô qua đời. Hành động của Nanfa khiến Fadao nghi ngờ liệu mình có khi nào đã nghi ngờ một người tốt. Nhưng Fadao cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra hình ảnh Nanfa và một cô gái khác tại quán bar. Liệu Nanfa, con người đầy xảo trá này có xứng đáng được tin tưởng không? Fadao yêu cầu người pha chế gửi hình ảnh của Nanfa và cô gái đó cho cô. Lúc này, Nanfa nói rằng đã tìm ra dấu vết mới và họ ngay lập tức đi thăm một cô gái đã tiếp xúc với em họ Fadao trước khi cô ấy gặp tai nạn. Cô gái đó nói với họ rằng trước khi gặp sự cố, Kyota dường như đã hẹn hò với một người đàn ông. Thời điểm đó trông Kyota luôn lo lắng và buồn bã.
Nan Nam khẳng định người đàn ông đó không thể là Nan Nam, vì anh không đến nỗi tệ hại như vậy. Pha Dao lại thăm dò Nan Nam một cách giả dối liệu anh có thực sự không quen biết cô gái đó không, phản ứng của Nan Pha vẫn là phủ nhận. Tuy nhiên, Pha Dao phát hiện hình ảnh của anh ta cùng em họ trên blog của Nan Pha, cho thấy rằng Nan Pha hoàn toàn đang nói dối. Ngày thứ hai, Pha Dao và một người bạn là Kitty đi đến nhà của em họ để tìm dấu vết cùng nhau. Họ phát hiện ra nhật ký của Kyota, Kitty lật qua và nói rằng không có gì đáng ngờ. Buổi tối, Pha Dao tin rằng Kyota đã bị những chàng trai The Jungle hại chết, cô lập tức biến thành một chiến binh bàn phím. Pha Dao lên mạng và tung tin đồn xấu về những chàng trai The Jungle, nói rằng họ đã làm cho đã khiến cho một cô gái phải bỏ mạng vì không chịu trách nhiệm khi cô ấy mang thai, thậm chí còn đặc biệt đính kèm địa chỉ của quán bar Rendezvous. Ngày tiếp theo, bên ngoài quán bar Rendezvous, rất đông người kéo tới đó biểu tình. Pha Dao đang quan sát bí mật ở phía sau với vẻ mặt hài lòng, bất ngờ một bàn tay bịt miệng kéo cô đi. Nan Pha kéo cô sang một bên và chất vấn những chuyện này do cô làm phải không, tại sao cô lại làm vậy. Pha Dao lật ngược tình thế, hỏi tại sao Nan Pha lại nói dối khi trước đó có quen biết với Kyota. Nghe thấy điều này, một chút buồn trong mắt của Nan Pha. Anh ta nói ra sự thực rằng mình thực ra đã từng hẹn hò với Kyota, nhưng sau đó lại là Kyota chia tay anh ta. Thời gian trở về trước, Nan Pha và Kyota gặp nhau tại quán bar và từ cái nhìn đầu tiên, họ đã thích nhau. Nhưng anh ta nói với Kyota, tôi tên là Nan Nam. Kyota là một cô gái tốt bụng và nồng nhiệt, điều này khiến cho Nan Pha, một kẻ đã quen với cuộc sống thoải mái, bay bướm không thể không động lòng với cô. Một ngày nọ, Kyota đến quán bar để tìm Nan Pha, nhưng không ngờ lại thấy anh ta đang ôm ấp một người phụ nữ khác. Đối mặt với sự chất vấn của Kyota, anh ta không kiên nhẫn nhắc nhở cô, lần sau nếu cô ngủ với người khác, làm ơn hãy chắc chắn rằng cô biết cậu ta thật sự là ai nhé. Thật tội nghiệp cho Nan Nam, luôn phải gánh chịu hậu quả của em trai. Nan Pha, người không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, anh vừa nhìn thấy Kyota là đã bị tát một cái mạnh. Ngày hôm sau, anh ta vẫy đuôi nhanh chóng đi xin lỗi Kyota, nhưng cô cảm thấy rằng người đàn ông này thậm chí đến cái tên còn lừa dối cô. Tương lai không thể tin cậy nữa, quay trở lại hiện tại, Nan Pha nói một cách chân thành rằng Kyota là người phụ nữ mà anh ta tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương. Pha Dao luôn có ấn tượng tiêu cực về nhóm The Jungle, vì vậy Nan Pha mới không dám kể cho cô từ đầu về những điều này. Lúc này, bên ngoài lại huyên náo lên, hóa ra nhóm The Jungle đã hành động. Họ đã đăng tải hàng chục vị trí của quán bar Rendezvous, khiến mọi người hoàn toàn bối rối, không biết đâu mới là quán bar Rendezvous thực sự. Vai là trưởng nhóm phê phán Nan Pha vì cách anh ấy làm việc không tốt. Nếu là Nan Nam, chắc chắn bọn họ sẽ không gặp rắc rối này. Cuối cùng, Pha Dao cũng hiểu tại sao Nan Pha luôn sử dụng tên của Nan Nam, bởi ngay cả khi họ giống nhau đến đâu, họ vẫn sẽ bị so sánh và đánh giá, vẫn sẽ bị phải chịu sự na thi mói. Đến tối, Pha Dao trở về nhà tiếp tục công việc thám tử của mình. Cô đột nhiên phát hiện rằng một trang nhật ký của Kyota đã bị xé rách. Trên trang đó ghi, cảm ơn anh Kit đã ở bên cạnh em qua những tháng ngày khó khăn. Pha Dao đột nhiên nghĩ rằng cô chưa bao giờ nghi ngờ về Kitty, không nghĩ tới người bạn này đang lừa dối cô ấy. Ngày hôm sau, Pha Dao thử nghiệm hỏi Kitty liệu anh ta có phải là tên rác rưởi đã sát hại Kyota không. Kitty phủ nhận một cách mạnh mẽ, thái độ khiến người ta vô cùng đáng ngờ. Nan Pha khuyên Pha Dao kiên nhẫn một chút. Khi kẻ thù ác nhận ra kế hoạch của mình không thành công, hắn sẽ tự tiết lộ bí mật. Vì vậy, cả hai đã cùng nhau lập kế hoạch giăng lưới đặt bẫy. Vào ngày hôm đó, khi Kitty vừa ra ngoài cửa, hắn đã thấy bóng ma của Kyota dưới ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, hắn còn nhận được tin nhắn kỳ bí từ Kyota. Kitty đã hoảng sợ, trong khi bóng ma đó đang vui vẻ thu tiền trong xe. Kitty hoảng loạn trở nên thất thần, hắn đã dừng một chiếc taxi. Nhưng không ngờ, tài xế lại là người quen, hắn lại nhận một cú đánh từ Nan Pha, sau đó bất tỉnh nhân sự. Tiếng nước rơi lạch cạch, Kitty với hai tay bị trói mơ màng mở mắt. Trong căn phòng, âm thanh điện tử kỳ quái vang lên, đặt câu hỏi cho Kitty. Âm thanh vang lên chất vấn anh ta, người mà Kyota yêu nhất lại hại chết cô ấy. Không những thế, cô ấy còn mang thai con của hai người. Làm sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy? Kitty phản đối một cách điên cuồng, ai biết được con đó là của ai? Còn nói Kyota đâu chỉ lên giường với một mình anh ta. Mờ thanh vội vã vang lên, chỉ vì thế mà giết người sao? Anh ta điên cuồng đáp lại là do đối phương ương bướng. Thì ra, vào lúc đó, Kitty đang ở giai đoạn quan trọng của việc thi vào học cao học, nhưng Kyota muốn sinh con. Kitty để giữ cho tương lai của mình, đã thay đổi thuốc của Kyota mà không ai biết. Điều này đã làm cho Kyota chết một cách đau đớn mà không hiểu được nguyên nhân. Sự thật cuối cùng đã được phơi bày, Nan Pha và Pha Dao lao đến trước người đàn ông không bằng cầm thú này. Hai người nam nữ kết hợp cùng nhau trút giận lên hắn ta. Kẻ sát nhân bị bắt và Pha Dao cũng cuối cùng đã buông bỏ những ấn tượng xấu trong lòng. Trong lòng Nan Pha, cô nhẹ nhàng khóc lớn sau khi mọi rắc rối qua đi. Sau cơn bão, Pha Dao lạc quan khuyên Nan Pha rằng không cần phải giả mạo là Nan Nam nữa, vì Nan Pha cũng tuyệt vời không kém. Mặc dù họ đã yêu nhau, họ quyết định không vội vàng sống cùng nhau. Tất cả đều để thời gian và duyên phận quyết định. Một nụ hôn, lãng mạn và dễ chịu, là lời tạm biệt, là sự buông bỏ và cũng là một sự cam kết cho tương lai. Cảnh chuyển đổi, Phe Thai muốn thú nhận với gia đình của mẹ rằng anh không phải là cháu trai thật sự của họ. Nhưng không ngờ, mẹ Phe Thai đã ngăn chặn tất cả các lá thư này. Phe Thai quyết tâm không làm con rối của mẹ nữa. Nhưng khi anh mạnh mẽ rời đi, thì mẹ Phe Thai lại bất ngờ ngã xuống. Lúc này, Phe Thai mới biết được mẹ mình mắc bệnh ung thư. Bà ấy luôn ép Phe Thai tiếp tục giả làm con trai của gia đình đó không phải vì tiền bạc, mà chỉ vì lo lắng rằng cuộc sống của Phe Thai sẽ khó khăn khi cô ấy ngã xuống. Sau khi biết được tấm lòng yêu thương con của mẹ, mẹ và con trai đã mở lòng và giải tỏa những khúc mắc.
Cảnh chuyển đổi, ngôi sao Izin rơi vào tin đồn đi với anh chàng dân chơi ở quán rượu. Cô ấy lợi dụng việc tránh các nhà săn tin để muốn ở lại qua đêm với Pai ở quán bar Rendezvous. Vào buổi tối, Izin mặc váy ngủ hở nửa vai đầy quyến rũ, nhưng người mở cửa phòng của cô không phải là Pai, người cô ao ước, mà là Hách. Tua lại trước đó, Hách đang bận rộn với việc xếp hình trong phòng vệ sinh thì người pha chế yêu cầu anh ấy đọc tin nhắn ngắn từ Pai. Pai yêu cầu Hách giúp Izin, Hách thở dài, suy nghĩ về 7 năm trước khi thấy Izin vẫn chờ đợi Pai. Anh khuyên Izin đừng làm chuyện vô ích nữa. Suốt nhiều năm qua, chỉ có một người phụ nữ đã bước vào trái tim của Pai. Anh tự tin tuyên bố rằng, một ngày nào đó, Izin sẽ từ bỏ việc cưa Pai và tự mình tới gặp anh. Nhưng với Izin, việc từ bỏ Pai thật sự quá khó khăn. Lúc đầu khi cô mới vào giới giải trí, cô không chỉ bị ông chủ già lưu manh ép phải cởi áo để kiểm tra thân hình mà còn bị ông ta ép buộc đưa đi quán rượu với những suy nghĩ xấu xa. Izin cố gắng thoát ra khỏi ma chảo của người đàn ông đê tiện này, nhưng ông chủ béo ú lại mất kiên nhẫn kéo Izin đi mà không chịu buông. Ông ta hung hăng đẩy Izin vào một góc tường với ý định không lành mạnh và đe dọa cô, ép cô nếu không chịu thì đừng mơ hợp tác. Lúc này, nhóm The Jungle xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nhân. Izin đắm chìm trong hương vị hóc môn của Pai và yêu mến anh từ cái nhìn đầu tiên. Một cái nhìn đã làm cô mê mẩn suốt nhiều năm. Bị tình cảm vấy bẩn, Izin uống say rượu và quyết định đập cửa phòng của Pai, vồ lấy anh mà không suy nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, khi Izin cuối cùng cũng thức dậy bên Pai, cô ấy lén lút cười thỏa mãn. Nhưng không ngờ khi cô quay lại, người đang nằm bên cạnh lại là Hách. Hóa ra, người ở phòng của Pai đêm qua chính là Hách. Izin sau khi say rượu và ngủ với nhầm người, nhận ra sự nhầm lẫn của mình, liền đá Hách ra khỏi giường. Cô cảnh báo Hách rằng không được tiết lộ sự việc này cho bất kỳ ai. Nhìn Izin hét lên trong chăn, Hách cảm thấy cô ấy càng ngày càng dễ thương hơn. Đêm qua thật sự là một bất ngờ. Izin nhớ lại khi cô ấy ở phòng vệ sinh của quán rượu, thấy một người phụ nữ ra ngoài với trang phục rối bời và sau đó, Hách cũng ra ngoài. Bạn trai của người phụ nữ đó vẫn đang đợi ở bên ngoài, nhưng Hách lại đang vụng trộm với một người phụ nữ là Hoa đã có chậu. Thật là trơ trẽn, trong nhóm nam thần The Jungle, Izin cảm thấy Hách là người đáng ghét nhất, nhưng lại chẳng hiểu sao cô lại rơi vào mối quan hệ với tên nhìn nhện này. Izin đi lang thang ở trường để giải tỏa căng thẳng. Em gái vui mừng dẫn Izin đi học vì được nghe giảng từ giáo sư môn luật, người được mệnh danh là bậc thầy ngoại hình. Hầu hết mọi người đến đều để ngắm nghía vẻ đẹp của giáo sư. Đúng lúc đó, Hách đi vào lớp với vẻ ngoài lịch lãm và hào hoa. Izin cảm thấy tức giận khi nhìn thấy Hách. Với cô, dù anh ấy có trai đẹp thế nào đi chăng nữa, cũng không thể che giấu đi tính cách xấu của mình. Hách cũng thấy Izin ở trong đám đông và anh ta tương tác với cô một cách sâu sắc đầy hàm nghĩa. Anh ta trông thực sự như một giáo sư đầy tri thức và lịch lãm. Sau giờ học, Hách nhanh chóng thay đổi phong cách từ cặp kính mắt đầy trí thức sang gọng kính mát phong trần để đi chơi tại quán rượu. Izin nhìn thấy những thứ lộn xộn trên xe Hách và cô thật sự muốn phơi bày bí mật của anh trước mặt học sinh. Hách cười chế nhạo Izin, nói cô quá hẹp hòi và luôn đánh giá anh theo tiêu chuẩn của mình. Anh hỏi Izin liệu cô có thực sự tin rằng việc ngủ với cô có thể khiến Pai quên đi người yêu cũ không, như cô có ngủ với anh ta thì anh ta sẽ quên được không. Trên đường trở về, câu nói này cứ văng vẳng trong đầu Izin. Một lần vô ý, cô gặp tai nạn xe cộ, lái xe không tuân thủ quy tắc, làm cho người thân lo lắng. May mắn thay, Izin không bị thương, cô ngay lập tức liên lạc với Pai để nhờ giúp đỡ. Nhưng người đến giúp lại là Hách, bởi vì hôm nay là ngày đó, nên Pai quyết không ra khỏi nhà. Nhìn thấy Izin tìm kiếm Pai trong vô vọng, Hách cảm thấy rất đau lòng. Anh quyết định tiết lộ bí mật về ngày đó cho cô, để cô hoàn toàn từ bỏ. Đó là ngày đau buồn nhất trong cuộc đời Pai, bởi anh đã mất đi người yêu nhất vào ngày đó. Mỗi năm vào ngày này, anh thường tìm đến những người phụ nữ để giúp quên đi người ấy, nhưng không hiệu quả chút nào. Sau khi Izin trở về, cô thấy quần áo lộn xộn ở khắp nơi trên mặt đất, cô buồn đến nỗi nước mắt chảy thành dòng. Có phải mối quan hệ vật chất thực sự có thể làm lành vết thương tinh thần không? Hách quả quyết nói với cô rằng chắc chắn là không được đâu. Như uống rượu vậy, mượn rượu giải sầu, nhưng Izin chỉ muốn giải tỏa. Cô tự bỏ mình hỏi Hách, anh có thể là người làm cho tôi quên đi nỗi đau đêm nay không? Hai người nhìn nhau, cánh cửa thang máy màu đen đột ngột đóng lại. Cuối cùng, ai mới là con mồi của đêm nay? Ở quán bar, khi một người phụ nữ thấy Nathi không rời mắt khỏi máy tính, cô ấy cho rằng anh ấy là đàn ông độc thân. Nathi không nói gì, trong lòng người phụ nữ, việc độc thân là hạnh phúc nhất. Phụ nữ tiếp cận Nathi một cách quyến rũ, nói rằng chắc là vì anh chưa gặp người mình thích. Con mồi tự tay đưa vào miệng, không ăn thì phí. Khi Nathi dẫn bạn tình đi tìm một nơi trao đổi sâu sắc vào đêm hôm đó, anh ta bất ngờ phát hiện Izin và Hách vào cùng một phòng. Lần này anh ấy thực sự trải qua một trận sống sót. Izin, dù trông trong sáng, nhưng hành động vẫn quá dại dột như mọi khi. Hách hợp tác với cô ấy một cách giờ khóc giờ cười. Một đêm đầy sức hấp dẫn với sự hòa quyện âm dương. Sáng sớm ngày hôm sau, Hách vừa trải qua một trận chiến đầy thỏa mãn, hỏi Izin liệu cô có muốn tiếp tục một lần nữa trong buổi sáng tuyệt vời này không. Izin quyết đoán từ chối, ngủ hay không ngủ, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của cô. Sau đó, ngôi sao Izin kết thúc một ngày làm việc ở đoàn quay phim. Đạo diễn mời Izin đi ăn tối một cách nhiệt tình. Ai ngờ, sau khi ly rượu thứ ba được uống, Izin mở mắt và phát hiện mọi người đã biến mất, chỉ còn lại một người đạo diễn đang nhìn cô với ánh mắt đầy sâu xa. Dù Izin thích vui vẻ, nhưng cô không muốn vỗ tay với một người đàn ông xấu xí và già nua như vậy. Đạo diễn tức giận kéo Izin lại bàn ăn, ý định ép buộc cô phục vụ mình. Nhưng Izin không phải là người dễ bắt nạt. Cô vung một chai rượu đập vào đầu tên đạo diễn, làm cho đầu anh ta mẻ một miếng. Cô nhanh chóng chạy trốn khỏi đạo diễn như một con mồi đang chạy trốn. Trên điện thoại,
danh sách liên lạc chỉ dừng lại ở Hách và Pai. Izin sẽ nhờ ai đây? Izin cuối cùng vẫn bị đạo diễn bắt được. Đạo diễn dùng những lời lẽ dơ bẩn uy hiếp cô, nói rằng dù cô có hét đến ngất đi thì cũng không có ai đến cứu cô. Ông ta không ngờ tới mình lại đụng phải tổ kiến lửa rồi. Ngay sau đó, sự xuất hiện của nhóm Zerangol đã khiến ông ta nhận mỗi người một gậy nhớ đời. Nhóm Zerangol tự do hành động, cho tên dê già một bài học. Cảm giác khi cùng nhau đánh nhau thật sự thú vị. Hóa ra Izin đã quyết định gọi cho Pai. Tuy nhiên, sự xuất hiện kịp thời của Pai khiến Izin hiểu rõ hơn rằng dù cô cố gắng đến đâu, có vẻ như cô không thể làm cho Pai yêu cô. Một bên, khi Hách mới biết Izin gặp nguy hiểm, anh ta lao nhanh đến. Izin đang buồn bã, không một lời giải thích, cô bắt đầu cởi bỏ áo của Hách. Nhưng Hách không có tâm trạng để làm chuyện ấy ngay bây giờ. Izin sử dụng tính mạng của mình để thử lòng của Pai, khiến anh ta tức giận. Liệu anh ta có khi nào cũng chỉ là công cụ mà Izin dùng để thử lòng của Pai? Cảnh tượng chuyển qua, nhóm Zerangol nghi ngờ Hách và Izin có một mối quan hệ không trong sạch. Hách muốn tránh né, nhưng anh bất ngờ nhận ra mình đã lạc mất điện thoại. Ngay khi bọn họ đang định gọi điện tìm kiếm thì lại thấy điện thoại của Hách trên tay Izin bắt đầu reo lên. Điều này khiến mọi người càng nghi ngờ hơn rằng có điều gì đó lạ lùng giữa hai người. Izin nhận ra rằng Hách vẫn giận cô. Cô hỏi Hách làm thế nào để anh ấy giải tỏa. Điều đó không khó nhưng chỉ cần thân mật là xong. Ai ngờ cảnh tượng kích thích này lại bị bartender và Nan Nam chứng kiến. Izin ngay lập tức tát Hách một cái và giả vờ không quen biết anh ta. Khi họ vào phòng, hai người liền bắt đầu hành động, cả hai dính lấy nhau quấn quýt. Tuy nhiên, Hách vẫn rất bận tâm về việc Izin không muốn công khai mối quan hệ của họ. Liệu Izin có khi nào vẫn chưa từ bỏ Pai không? Ở một nơi khác, một người đàn ông ôm chặt một cô gái bắt đầu hành động liếm láp một cách đói khát. Cô gái đắm chìm trong biển cả ham muốn, hòa mình theo nhịp điệu. Nhưng đột nhiên, người đàn ông kêu rên một tiếng, sau đó buông vũ khí, đầu hàng. Cô gái vốn đang bùng nổ ham muốn, giờ lại tức giận muốn chửi thề. Cha của cô gửi cho cô những người kỳ quái gì thế này, chưa bắt đầu đã kết thúc. Cô gái ném bỏ quần áo của người đàn ông vào thùng rác, nhìn anh ta trần truồng, bối rối không biết phải làm sao. Cuối cùng cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút, cô gái tên là Florence, được cha mẹ dành cho rất nhiều tiền bạc. Cha cô, để làm cho đế chế kinh doanh ổn định hơn, mỗi ngày đều sắp xếp cho cô gặp không ít người con trai của các giám đốc. Florence thực sự rất khổ sở, ông bố chỉ biết đánh giá họ bằng tài sản của họ, nhưng không nhìn thấy họ mỗi người đều là một cái xác không giá trị trên giường. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cha, Florence phát hiện ra rằng nhân viên đang làm việc bỗng nhiên trở nên lộn xộn và náo loạn vì máy chủ gặp sự cố. Nhưng người phụ trách bảo dưỡng máy chủ, Nathy lại đang ngủ say như chết. Florence gọi Nathy mới tỉnh dậy, không ngờ chỉ trong chưa đầy một phút, anh ta đã giải quyết được vấn đề. Dường như anh chàng này dù hơi lười, nhưng khả năng chuyên môn thì không chê được. Lúc này, Florence nghe thấy ai đó gọi tên Nathy. Cái tên này bất ngờ gợi cho Florence nhớ lại ký ức xa xôi của mình. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng dưới ánh hoàng hôn có phải là chàng lập trình viên lười biếng và khéo léo ngày hôm nay không? Ban đầu, Florence định đuổi theo và hỏi anh ta có phải là bạn cùng học cấp 3 của mình không. Nhưng ngạc nhiên thay, anh chàng kia cũng có thể ngủ say ngon lành trong nhà vệ sinh. Ngày hôm sau, Florence than phiền với người bạn thân thiết của mình, Izin, rằng cô vẫn chưa được trải nghiệm cuộc sống tình dục thoải mái. Tối nay, cô sẽ đi cùng Izin đến quán rượu, tìm kiếm một anh chàng mạnh mẽ và đẹp trai để thỏa mãn. Nhưng điều làm Florence không ngờ đó là cô đã thấy Nathy ở trong quán rượu. Thần thái rất hoang dã, hoàn toàn khác biệt so với người lập trình viên không thể dậy thì ban ngày. Florence nhớ lại thời cấp 3, Nathy mới chuyển đến và đã giành vị trí đầu bảng của lớp. Anh ấy chơi Rubik như một tay bắn súng, một thiếu niên thông minh mà không dễ bị khuất phục. Tuy nhiên, dù có thành tích xuất sắc, anh lại không nhận được học bổng vì hiệu trưởng đã trao học bổng cho những người đã đóng góp cho trường. Trong một cơn tức giận, Nathy đã đánh hiệu trưởng một trận. Bởi vì gia đình anh ta không có tiền và không có quan hệ, Nathy đã phải bị đuổi học. Florence muốn giữ Nathy lại, nhưng vào thời điểm đó, Nathy đã biết rằng xã hội này là của những người giàu có. Tâm lý kỳ thị giàu có đã mọc mầm trong trái tim non nớt của anh. Quay trở lại hiện tại, khi Florence biết được Nathy là thành viên của Zerangol, đôi mắt cô lập tức sáng lên. Chắc chắn khả năng của anh ấy ở mảng đó phải rất mạnh mẽ. Florence liền đuổi theo Nathy và hỏi anh ấy liệu chuyện đó của anh có giỏi không. Nathy không muốn nhìn cô lấy một cái, Florence vội vàng hỏi tiếp, anh ngủ với tôi không? Nathy bị cô ấy làm cho bất ngờ, đôi mắt anh chuyển động, chân tiến gần về phía Florence, nói ra câu trả lời. Thật không may, quy tắc mà Nathy đặt ra cho bản thân là không bao giờ quan hệ với người quen biết. Vì vậy, câu trả lời của anh là không. Tuy nhiên, sự từ chối mạnh mẽ của Nathy đã khiến Florence càng nghiện anh hơn gấp đôi. Cùng lúc đó, Izin trách cứ, đổ trách nhiệm rằng Hách không làm cho cô quên được Pai. Hách ngay lập tức chứng minh khả năng của mình bằng hành động thực tế. Họ quấn quýt lấy nhau đi đến gian phòng vệ sinh. Lúc này, Pai xuất hiện. Hách sau khi nhìn thấy Pai, cố ý gây ra tiếng ồn. Pai từng bước tiến gần gian phòng vệ sinh. Liệu anh ấy có phát hiện ra bí mật ẩn giấu bên trong không? Ngay khi Pai sắp phát hiện ra việc Hách và Izin lén lút, bartender xuất hiện kịp thời và đuổi Pai đi. Izin sợ hãi và bỏ chạy. Hách trách móc bartender làm quá nhiều chuyện và can thiệp những chuyện không cần thiết. Bartender khuyên Hách không nên tự mình gây rắc rối như vậy. Làm như vậy không chứng tỏ anh đã thắng Pai. Ngày hôm sau, Florence cố ý tìm cách mời Nathy đến sửa máy tính. Tuy nhiên sửa máy tính chỉ là nói dối, câu chuyện thật sự là dụ dỗ anh chàng. Florence ngưỡng mộ cơ bắp khỏe mạnh của Nathy và mong muốn một tình huống văn phòng sẽ diễn ra. Nhưng không ngờ, người đàn ông này lại cứng như vỏ trứng. Anh chàng lạnh lùng này chỉ giúp cô cắm điện và rồi đi ra.
Tối hôm đó, Florian phàn nàn với Izin về hành động bất thường của Nathi. Izin không hiểu tại sao Florian lại cứ kiên trì với Nathi như vậy, điều này phải bắt đầu từ thời trung học. Khi Izin đau bụng kinh và bị muộn giờ lại còn quên sách, Nathi đã nhường sách cho Florian và tự mình phạt đứng. Từ đó, Florian đã có tình cảm với Nathi. Cơ hội đã đến, Nathi bắt quả tang một tên biến thái đã quay lén dưới váy phụ nữ. Florian đã đi theo và thương lượng với Nathi. Nếu không thể làm người yêu, thì ít nhất cũng nên điều đó một lần. Nhưng tên biến thái đã giải thoát khỏi dây chói và lao tới khâu chế uy hiếp Florian, nhưng hắn ta quá nhỏ bởi Florian trước đó đã được đào tạo về judo và với sức mạnh của cô. Chuyện này quá sức đơn giản, một vật đã quật ngã đối phương. Tuy nhiên, cô đã vô tình làm hỏng chiếc váy của mình khi hạ cánh. Điều làm cho cô ngạc nhiên là Nathi thậm chí còn biết cả cách khâu vá, thực sự là một người đàn ông đa tài. Trong quá trình trò chuyện với Nathi, Florian biết được rằng mẹ của Nathi đã mắc bệnh ung thư khi cậu đang đi học đại học. Dù cậu đã cố gắng xếp hàng mấy lần, cuối cùng vẫn là người giàu mới được ưu tiên điều trị. Sau khi mẹ qua đời, Nathi, người luôn căm ghét người giàu, càng trở nên căm phẫn hơn. Florian cho biết rằng người giàu cũng có những lo lắng của riêng họ. Với quan điểm của Nathi, anh cho rằng có tiền là có thể mua được mọi thứ. Cô trêu đùa hỏi Nathi, anh có bán không? Nathi cảm thấy bản thân không thể trò chuyện với người phụ nữ này, vậy thì đừng nói gì hơn. Ngày hôm sau, em gái của Izin không may bị trật chân. Hách giúp cô gái xử lý vết thương và vô tình bị Izin phát hiện. Izin tưởng rằng Hách muốn làm gì đó với em gái mình. Cô cảnh báo Hách một cách tức giận, anh muốn chơi với ai cũng được, nhưng đừng đụng vào em gái tôi. Hách mang biểu cảm vô số tội, nói mình có phải là người đói khát đến nỗi không thèm chọn món ăn đâu. Vào buổi tối, em gái của Izin lén lút đến quán rượu và nhờ Nan Nam, người mà cô tình cờ gặp, dẫn cô vào. Trong khi đó, khi nhóm Dơ Jungle vừa vào quán, họ nhận ra rằng chỗ ngồi của họ đã bị Florian chiếm trước. Mấy anh chàng nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tò mò. Lúc này, Hách đề xuất chơi trò xoay chai rượu chỉ vào ai thì người đó phải chọn nói thật lòng hoặc thử thách. Người đầu tiên được chai rượu chỏ vào là Florian, mặc dù thực ra chai rượu chỉ chỏ vào Nathi. Florian lại đặt câu hỏi trước, nếu tôi muốn có được anh, tôi nên làm gì? Các thành viên của nhóm Dơ Jungle không khỏi bất ngờ với sự mạnh bạo của cô gái này, điều này quá là thú vị. Nanfa nhìn thấy tình thế liền nhắc nhở Florian rằng phải để Nathi chọn giữa sự thật hoặc mạo hiểm. Nathi lo lắng Florian sẽ đặt ra câu hỏi gì đó gây khó dễ nên quyết định chọn mạo hiểm. Nhưng ai ngờ, Florian vẫn cười tươi và bắt Nathi phải cởi một áo. Cả đám đều tỏ ra thích thú, chuyện tối nay thật sự thú vị. Sau vài vòng, Nathi chỉ còn lại mỗi cái quần lót cuối cùng. May mắn thay, lần này, người thua là Florian, điều này đã giúp giữ được sự trong sạch cuối cùng của Nathi. Tuy nhiên, Hách, người không sợ gây rối, đề xuất yêu cầu để Florian và Nathi hôn nhau một phút. Nathi kêu than trời đất, không biết đây là trừng phạt Florian hay là đang tặng phúc lợi cho cô ấy. Florian thì vui sướng nhảy múa trong lòng. Ngay khi cô ấy muốn chiếm lợi thế trước Nathi, thì lại ngã ngửa. Lúc này, Hách nhận được tin nhắn, có người mở phòng Dơ Jungle đợi anh. Không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là Izin. Izin mắng Hách vô dụng, cô ấy vẫn không thể quên được bài. Hách hơi tức giận, bảo cô ấy tìm cách giải tỏa cảm xúc một cách thông minh, nhưng lại bị Izin kéo mạnh vào phòng để xả hận. Ily, em gái Izin được Nan Nam vô tình gặp gỡ và đưa vào trong thấy tất cả những gì đang xảy ra. Trong lòng cô gái nghĩ thầm, nếu chị gái có thể ngủ với giáo sư, thì mình cũng có thể. Ngày hôm sau, Nathi chu đáo chuẩn bị một bát canh rượu cho Florian. Florian vui mừng ủng hộ Nathi tại cuộc họp, nhưng lại bị bố mình mắng mỏ cho một trận. Trong thế giới của ông Matt, Florian không có quyền tự do phát biểu, mọi thứ đều phải nghe lời ông. Lần này, Nathi hiểu được chút nào phiền toái của Florian. Mặc dù gia đình cô ấy giàu có, nhưng cả đời cô lại phải tuân theo ý muốn của người khác. Nathi đầy nguy hiểm và quyến rũ đưa cho Florian một tấm thẻ. Đó là mật mã cho quán rượu quán Ba Rendezvous tối nay. Nhưng liệu Florian có đến không khi cô có một buổi hẹn tối nay? Tối hôm đó, Florian vô tâm gặp gỡ cậu con trai ngu ngốc của chủ nhà để hẹn hò. Cô không thể chịu đựng được cậu thanh niên ngu ngốc đó, nên quyết định vội vàng rời khỏi. Trong nháy mắt, cô ấy đã tỏa sáng xuất hiện trước mặt Nathi và trực tiếp hỏi bartender, bạn có thể giúp tôi mở một phòng Dơ Jungle không? Khi cảnh chuyển đổi, Ily xuất hiện với vẻ ngoài trang điểm gợi cảm và chủ động tán tỉnh Hách. Cách hành động mạnh mẽ của cô giống hệt với chị gái mình là Izin. Tuy nhiên, dù Ily sử dụng những lời nói quyến rũ hay cơ thể làm mê hoặc, Hách vẫn kiên định khẳng định rằng anh không thể làm tổn thương cô bé. Anh quay lưng rời khỏi phòng và phát hiện ra Izin đang đứng ở ngoài cửa. Izin, người đã phá hủy tất cả mọi thứ, không do dự mà trước hết đánh Hách một trận, Hách thực sự là bị oan. Khi Ily, người làm phiền cuộc vui của anh, tức giận chất vấn chị gái, cô ấy muốn biết rằng cô có quan tâm đến mình thật không, hay chỉ là đang ghen tức. Izin tức giận đến đỏ mặt, lập tức giáng một cú tát lên mặt Ily. Ở một phía khác, Hách tự nguyện đi tìm chỗ chết, anh thú nhận với Pai rằng mình và Izin đã ngủ với nhau. Vốn dĩ Pai đã đặt ra quy tắc không được chạm vào Izin. Vậy anh sẽ xử lý như thế nào với Hách, người đã phá vỡ quy tắc? Lúc trước, Hách và Pai là bạn thân có thể cùng đầu tư vào quán bar. Lúc ấy, Hách chỉ có một yêu cầu với Pai, đừng tranh giành cùng một người phụ nữ với mình. Nhưng số phận chớ trêu, người mà Hách thích lại thích Pai. Quay trở lại hiện tại, Nathi đối mặt với sự theo đuổi không ngừng của Florian. Lần này, anh quyết định làm hài lòng Florian. Nhưng rồi, đột nhiên, Nanfa đã gọi tới một cuộc gọi khẩn cấp. Chuyện không tốt, nguyên nhân là Pai và Hách đã đánh nhau gay gắt vì Izin. Pai cảm thấy Hách là một tên đàn ông tồi tệ thực sự.
Hách cảm thấy Pai không chỉ không hẹn hò với Izin mà còn có mối quan hệ với người khác, thực sự là không tôn trọng. Khi những người bạn thân trở thành kẻ thù, thảm họa lớn đã ập đến đội nam thần The Jungle. Nathi và Phe Thai cũng không ngừng chỉ trích nhau, đôi bên bất hòa đã bắt đầu đánh nhau. Pai tức giận vì Nanam biết về chuyện của Hách và Izin mà không nói cho anh biết. Mọi người đều lo lắng, liệu nhóm những chàng trai lúc nào cũng ngầu và đầy phong cách này có tan rã không nhỉ? Ở một nơi khác, Izin biểu lộ sự tổn thương khi nói với Pai, nói rằng là mình đã làm hỏng mọi thứ, cô sắp mất đi tất cả mọi người. Rượu mạnh tràn vào cuống họng, một cú hôn mãnh liệt đáp xuống, hai người từng đợt dồn dập triền miên trên đường đi đến giường ngủ. Nhưng đến khi đến phút quyết định cuối cùng, Izin lại do dự. Mặc dù Izin luôn ước ao được ngủ cùng Pai, nhưng khi đến phút giây quyết định cuối cùng, trong đầu cô chỉ còn là hình bóng của Hách. Thực ra, Pai cũng không thực sự muốn lên giường với cô. Anh ta chỉ muốn sử dụng cách này để Izin nhìn thấy rõ bản thân mình. Hách ở phía bên kia, anh ấy không thể tách rời một cô gái gợi cảm. Người phụ nữ móc tay khiêu khích, Hách đột nhiên bị hành động này kéo vào một đoạn ký ức đáng sợ. Khi anh ấy còn là một đứa trẻ, người mẹ cũng dùng cử chỉ này để mời gọi những tên nhân tình. Người cha bắt gặp người mẹ ngồi trên giường và điên cuồng sử dụng gia pháp tàn bạo đối với mẹ anh. Hỗn hợp âm thanh của tiếng la mắng và khóc lóc đã khắc sâu vào trái tim trẻ thơ của Hách. Bây giờ nhìn lại hành động này vẫn dấy lên trong Hách những cảm xúc kinh hoàng. Hách không thể tiếp tục làm điều đó với người phụ nữ này. Anh biến thành một bậc thầy dọn dẹp mọi chướng ngại vật mà mắt anh có thể nhìn thấy. Cô gái đầy nóng bỏng kia không khỏi sợ hãi. Hách đắm chìm trong ký ức của bản thân. Đúng lúc này tình yêu đích thực Izin đến tìm Hách. Hách ôm chặt lấy Izin và khóc lớn. Izin an ủi Hách, nói anh bình tĩnh. Cô ấy nói ra cảm xúc của mình. Cô từ lâu đã không còn yêu Pai nữa. Người mà cô ngày đêm nghĩ đến chính là Hách. Lời thú nhận của Izin làm sưởi ấm trái tim đầy tổn thương của Hách. Anh ấy không thể không trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Ánh mặt trời chiếu vào họ. Phía bên kia, Nathi trở về từ cuộc chiến thấy rằng Florian vẫn đang đợi anh ta. Hôm nay anh không có tâm trạng để làm chuyện giường chiếu, nhưng Florian đã không bỏ cuộc. Nếu hôm nay Nathi không đưa Florian trở về phòng, Florian dùng thẻ phòng do Nathi gửi để mở cửa nhìn trộm anh tắm. Nathi không thể hiểu được tại sao Florian lại muốn ngủ với anh ta nhiều như vậy. Đó là một câu chuyện dài, Nathi không có đủ kiên nhẫn để lắng nghe ngày hôm nay. Anh nói với Florian mình không muốn ngủ với người quen. Đó là bởi vì ngày hôm sau anh sẽ hành động như không có gì xảy ra, chỉ ngủ, không chịu trách nhiệm. Đó là loại quan hệ mà Florian muốn. Dù sao, cô cũng phải kết hôn với người do cha cô sắp xếp. Loại bạn giường không có gánh nặng tình cảm này không thể tốt hơn. Nathi bất lực vì cảm thấy nó không có ý nghĩa. Sau đó anh mạnh mẽ đẩy người ra ngoài, tìm lại không gian yên bình. Ngày hôm sau, Nathi thấy rằng Florian đang làm thêm giờ và đang ngủ quên. Khoảnh khắc chạm vào trán Florian, anh đã bị giật mình, cô trán cô nóng hổi, cô đã bị sốt. Nathi không nhịn được buộc phải đưa Florian đi nghỉ ngơi. Florian được voi đòi hai bà trưng, tranh thủ lúc bệnh tật để được đưa về nhà. Florian dựa vào mình đang là một bệnh nhân, cô cầu xin Nathi ôm cô như mẹ cô. Ai có thể nghĩ rằng Florian sẽ nhân cơ hội mà đáp xuống một nụ hôn. May mắn thay, Nathi đã phản ứng nhanh sau khi Florian ngủ thiếp đi. Nathi cười đầy thâm ý, trên thực tế, anh đã chú ý đến cô gái dễ thương này ngay từ thời trung học của mình. Hóa ra Florian không phải là đơn phương. Ngày hôm sau, ông Matt sắp xếp một buổi xem mắt mới cho Florian. Lần này, một cao phú soái vừa trở về sau chuyến du học. Về mọi mặt, anh ấy đều rất tương thích với Florian. Nathi nghe thấy tiếng hai người liền trở nên cáu kỉnh không thể giải thích được. Anh lập tức dẫn người bạn tốt của mình Nanfa bí mật quan sát. Nhưng anh ta kiêu ngạo không thừa nhận rằng anh ta thích Florian. Florian thể hiện ra một loạt hoạt động kỳ lạ. Cô lại ở hơi, sau đó chân lại đặt ở trên bàn. Sau đó đề nghị, Florian ban đầu dự định hù dọa anh chàng này. Nào ngờ anh chàng này cũng quá tốt đi, mọi chiêu thức của cô được hóa giải. Anh chàng ngoan ngoãn nghe theo lời của Florian, đưa cô ấy vào phòng để trò chuyện sâu sắc. Florian không nghĩ anh chàng lại không sợ hãi hành động của mình, đang lúc không biết làm thế nào, chỉ có thể ôm đầu trì hoãn. Nathi không thể nín thở được nữa, lập tức nhảy ra ngoài đấm anh chàng một phát ngã dúi vào tường. Florian vui mừng khôn xiết, vội vàng ôm Nathi, tự hào nói với đối phương đây là bạn trai mình. Không ngờ, đối phương không những không tức giận, anh ấy còn đưa ra một đề nghị chưa từng có với Florian. Vì hai người họ sau cùng đều sẽ bị ba mẹ buộc kết hôn, hơn nữa cô không muốn công khai bạn trai của mình, tốt hơn hết là hai người bọn họ nên giả vờ kết hôn. Mặt khác, thời gian quay ngược trở lại nhiều năm trước, lần đầu tiên Pai bước vào quán bar này, anh đã bị thu hút sâu sắc bởi một nữ cô gái xinh đẹp nhưng lại đầy táo với hào quang chói lọi. Anh đuổi theo cô gái đi thẳng lên sân thượng, không ngờ lại nhìn thấy cô gái đang đứng chân trần trên lan can. Trái tim của Pai vọt lên cổ họng, nếu cô ấy ngã thì sao? Pai vội vàng tiến lên đả thông tư tưởng, khai sáng cho em gái xinh đẹp. Mà cô gái lúc này cũng bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài dễ thương của Pai. Hai người họ di chuyển từ sân thượng đến quán bar. Sau vài ly rượu vang, dục vọng trên người hai người họ đồng loạt bùng lên. Cô gái xinh đẹp đi đầu tung ra một nụ hôn nóng bỏng, cuộc chiến đôi bên trở lên khốc liệt. Đồ trên người cả hai dần loại bỏ, sau một đêm nóng nực, người đẹp kiêu ngạo để lại tiền một cách sang trọng và rời đi. Cô không để lại thông tin liên lạc hoặc tên của mình, không để lại một lời nhắn cho Pai, không ngờ anh lại bị một người phụ nữ bỏ rơi. Pai là lần đầu tiên gặp một người phụ nữ vừa mạnh mẽ, vừa đam mê cháy bỏng như vậy. Thật đáng tiếc khi anh không biết khi nào sẽ gặp lại cô ấy. Ngày hôm sau, khi Pai đến làm việc ở công ty mới, lần đầu tiên, anh gặp Hách của bộ phận pháp lý và Nathi của bộ phận công nghệ thông tin. Lúc đó họ không biết được rằng, sau này mối quan hệ của họ sẽ rất sâu sắc.
Điều ngạc nhiên nhất đối với Pai là cô gái hấp dẫn đã có một đêm với anh ta tối qua lại là giám đốc tài chính của công ty August. Chuyện này cũng quá mức tốt đi. Trong cuộc họp hàng tuần, August đã ra lệnh cho bộ phận phát triển hoàn thành dự án trong vòng 3 ngày. Vào thời điểm nhóm phát triển gặp khó khăn, Pai tự tin nói rằng anh có thể hoàn thành nó trong vòng 2 ngày. Vào buổi tối, Pai gặp lại August trong quán bar. August cảnh báo anh ta ngừng ở đó, bọn họ hãy kết thúc mối quan hệ này lại. Pai trông có vẻ không bị thuyết phục, tại sao cấp trên và cấp dưới không thể hạnh phúc. Đã sắp đến ngày giao dự án đã thỏa thuận, nhưng bọn họ lại không thể tìm thấy Pai ở bất cứ đâu. Ngay lúc mọi người đang lo lắng tìm kiếm, anh bất ngờ xuất hiện tràn đầy năng lượng. Do đó, các tài liệu cho báo cáo đã được chuẩn bị, nhà đầu tư rất thích thiết kế của Pai. Nhưng không ngờ vui mừng còn chưa được bao lâu, một chuyện khác đã xảy ra. Một đối thủ cạnh tranh của công ty Pai làm việc đã phát hành phần mềm giống hệt như của Pai. Đây rõ ràng là ý tưởng đạo nhái và vấn đề mua bán tài liệu mật của công ty. Pai, người phụ trách dự án nghiễm nhiên trở thành nghi phạm lớn nhất của cấp trên. Pai đối với chuyện này vô cùng tức giận, hét lên với cấp trên trong cơn thịnh nộ. Nếu họ không tin anh thì hãy sa thải anh. Vài phút sau, Pai vui mừng bước ra khỏi công ty với đống hành lý trên tay. Anh thất nghiệp, anh đến quán bar mượn rượu giải sầu, vô tình gặp gỡ Nathi, bọn họ đã có cuộc hội ngộ tại đó. Đêm khuya, đại thần Nathi tấn công trang mạng, anh ta theo dõi địa chỉ IP suốt chặng đường. Cuối cùng họ cũng phát hiện ra người bán bí mật thương mại của công ty hóa ra lại là người giám sát bộ phận phát triển. Phát hiện ra là anh ta, bọn họ lập tức đuổi theo. Anh ta thấy bị phát hiện lập tức chạy trốn, anh ta đã kịp lên một chiếc xe taxi chạy đi. Trong tình huống gấp gáp, họ tràn vào một chiếc xe sang trọng bên đường. Chủ nhân của chiếc xe sang không ai khác chính là ngôi sao nổi tiếng, Phe Thai. Anh chàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác chứng kiến sự việc. Anh mệt mỏi sau một ngày làm việc bị buộc phải làm tài xế cho những người mà anh không quen biết. Bọn họ truy đuổi theo người đàn ông đến một công xưởng. Anh ta tìm tới vài người đàn ông to lớn để đối phó với Pai. Nhóm những anh chàng vừa đẹp trai vừa tràn đầy nhiệt huyết lao vào chiến đấu. Sau một cuộc vật lộn tan tác, họ đã hạ bệ tất cả những người đàn ông lớn. Lúc này, hai anh em Nan Nam và Nan Pha đang luyện tập phi dao trong khu xưởng. Một con dao phóng tới cắm phập vào đùi người đàn ông. Anh ta cố gắng tiếp tục ôm chiếc chân đau rồi bỏ chạy, nhưng lại nhận tiếp một cú đá từ Phe Thai. Anh ta không thể đứng dậy được nữa. Nhóm The Jungle lần đầu tiên tập hợp, cuộc gặp gỡ giữa những người hữu duyên không khỏi đáng kinh ngạc. Câu chuyện chính thức bắt đầu, mặc dù sự thật rằng Pai, Hách và Nathi hành động đưa người nội gián ra trước công lý là một hành động công chính và can đảm. Nhưng CEO vẫn khó chịu vì mấy người bọn họ đã tự hành động. Pai, người đã bị sa thải, không hề sợ hãi. Nhưng Hách và Nathi thì khác, bọn họ không thể đảm bảo công việc. Ba cái đầu gai góc hạ thấp lông mày, bầu không khí căng thẳng. Khuôn mặt nghiêm túc của cấp trên đột nhiên dịu đi. Hắn mỉm cười giải thích, những lời vừa rồi là những gì các nhà đầu tư có thể hỏi khi họ đang xem xét. Anh ấy chỉ đang tập dượt trước, anh ta không chỉ không có ý định sa thải Hách và Nathi. Anh cũng mời Pai trở lại làm việc, vị sếp này cũng vui tính quá đi. Pai nhắc nhở bọn họ đã nhìn thấy anh ta có đồng phạm khi bắt được người nội gián. Anh không biết đồng bọn của hắn ta sẽ làm gì tiếp theo. Màn hình xoay chuyển, August kính cẩn đi đến bàn chơi mặt trược với người ủng hộ cô, chú Trần. Chú Trần nhắc nhở August rằng bọn họ phải dốc hết sức để giữ vững vị trí của mình. Nếu không, August sẽ lại trở thành con mèo yếu đuối. Suy nghĩ của August quay ngược thời gian, vào thời điểm đó, Vô mới bắt đầu làm việc. Bạn trai của August mua một ngôi nhà lớn cho cô. August cảm thấy áy náy khi bạn trai đã hy sinh cho cô như vậy nên đã âm thầm giúp bạn trai trả hết tiền thế chấp. Một ngày nọ khi cô trở về nhà sau một chuyến công tác, túp lều tình yêu của họ đã trở nên trống rỗng. Một người trung gian bước vào cùng August nhìn nhau. August bối rối nói đây là nhà của mình. Đối phương trả lời trong bối rối, nói rằng chủ nhà đã bán nhà rồi. August gặp lại người bạn trai. Đó là trong đám cưới của anh ta và con gái của ông trùm bất động sản. August đang mặc một chiếc váy đỏ ngủ ngáo. Cô tức giận hỏi Kim chuyện gì đã xảy ra, trên tay còn cầm theo chai rượu. Rõ ràng, hai người họ vẫn bình thường trước khi cô đi công tác. Tình thế đã thay đổi kể từ khi cô trở lại. Tất cả số tiền kiếm được của August trong những năm qua đã được chuyển đến tay Kim. Bây giờ Kim đã bán nhà và rời đi, August đau đớn trách móc. Nhưng đối diện với bất cứ điều gì August nói, hắn chỉ tỏ vẻ không kiên nhẫn. August tức giận đến mức muốn lấy chai rượu và đập vỡ khuôn mặt giả tạo của tên đàn ông cặn bã này. Nhân viên bảo vệ vội vàng lao tới đưa August ra ngoài. Trong cơn giận dữ, August đổ hết rượu trong chai trên đám hoa trong lễ cưới. Cô châm một điếu thuốc với thần thái bất cần, bật lửa trên tay ném vào cổng hoa. Một đám cưới tượng trưng cho tình yêu ngập tràn trong lửa ngay lập tức. August lạnh lùng giơ ngón giữa là lời chào cuối cùng của cô. Một tour du lịch nửa ngày tại đồn cảnh sát cho một đám cưới rực lửa. Chẳng mấy chốc, có người đến bảo lãnh cho cô. Người bảo lãnh cho cô là anh Pim, một đàn anh mà cô đã lâu không gặp. Anh Pim giới thiệu chú Trần, một ông trùm kinh doanh với August. Tất cả đã tạo nên August, người nắm giữ vị trí quản lý của công ty ngày hôm nay. Ký ức về August đã qua đi, Pai, chàng thanh niên trẻ tuổi lại xuất hiện với tâm thế vui vẻ. August không thể cưỡng lại sự tấn công nhiệt tình của tiểu nãi cầu này. Cô một lần nữa rơi vào cuộc yêu đầy ham muốn với Pai. Màn đêm trôi qua với nhiều màu sắc sống động, lần này không tệ. Khi Pai mở mắt ra, August vẫn còn ở đó. Hai người họ chìm đắm trong ngọt ngào và ngọt ngào. Tất cả khán giả đều đang phải ăn cơm chó qua màn hình. Ngày hôm sau tại hội chợ, Pai trở nên chiếm hữu August gợi cảm hơn một chút. August đành phải nhanh chóng cảnh cáo hắn. Sau giờ làm việc, August đưa Pai đến một căn cứ bí mật. Đó là một nơi xa xôi và tối tăm, họ phải nhập mã trên bàn phím để vào cửa. Hình ảnh bên trong cánh cửa thậm chí còn ngạc nhiên thú vị hơn.
một người đẹp khỏa thân đang được sử dụng như một mô hình hội họa. Vai yêu August, người phụ nữ luôn làm anh ngạc nhiên, nhưng August đã từ chối anh vào ngày hôm sau. Thay vào đó, cô ấy đã đi gặp đàn anh Pim, vai tức giận, chất vấn August. Anh Pim, một người đàn ông đã có vợ, có điều gì hấp dẫn cô? August cảnh báo Pai không nên vượt quá giới hạn. Pai rất tức giận và say xỉn cả một đêm. Ngày hôm sau, Pai đến muộn trong cuộc họp, hơn nữa trên người còn toàn mùi rượu. Khi được hỏi về bản kế hoạch, anh chỉ có thể thú thực mình chưa hoàn thành. Cấp trên tức giận đến mức mắng anh một trận. August bên này phát hiện ra rằng con số mà bọn họ sẽ có không khớp với nguồn thu thực sự. Con số chênh lệch lên đến 10 triệu, tiền đã đi đâu? August không thể tự mình tìm ra nó, vì vậy cô đã đi hỏi tiền bối của mình là Pim. Ai biết rằng Pai, một thanh niên nóng nảy đã nghĩ rằng cô ấy ngoại tình với đàn anh của mình. Anh đuổi theo hai người, bốc đồng trèo qua tường. Tuy nhiên, khi đột nhập vào phòng, anh ta cảm thấy xấu hổ. Đàn anh đang chăm sóc người vợ đang bị bệnh nặng. Pai lập tức hiểu ra mình phạm một sai lầm lớn. Quả nhiên, August tức giận lập tức cắt đứt liên lạc với hắn. Pai lâm vào tình trạng mất phương hướng, không có cảm xúc. Vì muốn giải tỏa, anh tìm đến các cô gái khác vận động. Nhưng trên giường, anh lại vô cảm nằm đó, giống như một cỗ máy tập thể dục. Ngày hôm sau, August gặp phải một vấn đề lớn. Cảnh sát đã buộc tội cô về tội gian lận và tham ô, sau đó đưa August đến đồn cảnh sát. Pai quyết tâm tìm ra sự thật rửa sạch tội cho August. Anh để mắt đến phe thai, thần tượng của hàng ngàn chàng trai và cô gái, phe thai trông bất lực. Pai đã cử một vài anh chàng đẹp trai đi mời rượu chị kế toán của công ty. Khuôn mặt đẹp trai này, da thịt nhẵn nhụi trắng trẻo, chị kế toán có thể chịu đựng được bao lâu? Ngày hôm sau, Hách chịu trách nhiệm dụ giám đốc công nghệ đi ra khỏi phòng. Nhân cơ hội này, Nathi và Pai chịu trách nhiệm xâm nhập vào máy tính của ông ta. Kế toán nói với họ, tiền sẽ bị mất khi khách hàng thanh toán. Sau đó, người có quyền truy cập để xem dữ liệu phụ trợ chỉ có giám đốc điều hành và giám đốc kỹ thuật. Pai phát hiện ra phần phụ trợ của hệ thống từ máy tính của giám đốc điều hành, một bộ mã đáng ngờ bị ẩn. Nó bí mật chuyển một phần thanh toán của khách hàng sang tài khoản riêng không phải của công ty. Mặc dù không nhiều tiền mỗi lần, nhưng một lượng nhỏ cộng lại thành một lượng lớn. Ở phía bên kia, đàn anh Pim sau khi một lần nữa bảo lãnh August đã mơ hồ hỏi cô sau đó có muốn đến nhà anh ấy không. August từ chối, anh ta trực tiếp bày tỏ mình cũng có tình cảm với cô. August mặc dù buông thả bản thân nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ phá hoại gia đình người khác. Cô dứt khoát từ chối, khi August quay người lại, cô bất ngờ nhìn thấy Pai đang đợi cô ấy. Pai buồn bã hỏi August không thể nghiêm túc yêu anh ấy sao. August, cô nàng có cái miệng cứng hơn đá này, rõ ràng là đã cảm động bởi Pai nhưng cô vẫn không chịu để lộ lòng mình. Thất vọng, Pai cô đơn rời đi sau khi giao bằng chứng cho August. Ai biết được, một tình huống bất ngờ xảy ra. Pai còn chưa đi xa thì nghe thấy âm thanh August bị bắt cóc. Anh vội vào lao tới ngăn cản đám người nhưng hai nắm đấm của Pai rất khó thắng được bốn tay. Anh vội vàng gọi anh em giúp đỡ, August không ngạc nhiên khi thấy kẻ bắt giữ mình. Pai đuổi theo đến nơi cũng bị đánh bất tỉnh bằng một cú đánh. Khi tỉnh dậy, anh thấy người chủ mưu chính là ông chủ Kanta. Anh ấy nói chính xác điều tương tự như August biết ngay là mày mà. August và Pai không hiểu anh ta tại sao làm vậy. Chẳng phải công việc hiện tại là ước mơ của anh, tại sao anh ta lại phản bội giấc mơ của mình? Anh ta nói mình chỉ là không muốn làm việc cho chú Trần nữa. Anh ấy sẽ bắt đầu một công ty khác của riêng mình, cũng như nói về tham vọng kinh doanh của mình. Nhóm The Jungle một lần nữa tái xuất giang hồ. Họ đã hạ gục những tên tay sai của Kanta, nhưng anh ta vẫn từ chối nói ra tung tích của August. May mắn thay, Vai rất thông minh, anh lần theo dấu vết xe hơi đi tìm August. August suýt chút nữa về với ông bà, công ty đã làm ầm ĩ như vậy, đơn kiện đã được gửi đến văn phòng. Nhưng ông ta vẫn phủ nhận tất cả các cáo buộc, vì công ty có liên quan đến các vấn đề rửa tiền quốc tế. Vì vậy, tất cả tài sản đã bị thu giữ hoàn toàn, lần này, mọi người cùng nhau mất việc. Sự nghiệp của Pai không suôn sẻ nhưng đổi lại có hy vọng cho tình yêu. Khi August gặp nguy hiểm, người cô nghĩ đến đầu tiên là Pai. Trải qua thử thách của nghịch cảnh, Pai cuối cùng cũng thành công ôm lấy người đẹp. Anh cũng được truyền cảm hứng từ kinh nghiệm cứu August lần này. Nếu chúng ta có thể phát triển một phần mềm theo dõi xã hội quy mô lớn, nhờ vào đó, bạn không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền mà cũng có thể giúp những người đã bị bắt cóc, thậm chí có thể theo dõi tội phạm trên web đen. August rất cảm kích ý tưởng của Pai, Pai cầu hôn August. Cô hạnh phúc đến mức đầu óc trống rỗng, tạm ứng trước một cái ôm, cả hai tràn ngập hạnh phúc. August kiên trì không ngừng nghỉ đề nghị chú Trần làm nhà đầu tư cho Pai. Chú Trần thừa nhận rằng đây là một dự án tốt để kiếm tiền, nhưng chú Trần có một điều kiện, đó là August phải đến Hồng Kông để giúp anh điều hành công ty. Thủ đoạn này đã đánh trúng trọng tâm và khiến August mất cảnh giác. Một bên là tình yêu, một bên là tương lai tuyệt vời của Pai, thật khó để lựa chọn. Thật trùng hợp, người vợ nguy kịch của đàn anh đã qua đời vào thời điểm này, người đàn ông không lãng phí một giây. Thi hài của người vợ còn chưa quen với mùi đất, anh ta đã nâng một chiếc nhẫn đính hôn đến trước mặt August. Buổi tối, August nói với Pai đàn anh đã cầu hôn mình và bọn họ sẽ chuyển đến làm việc tại Hồng Kông. Pai nghe lập tức như một quả bom phát nổ. Thế giới của Pai như sụp đổ, anh bất lực đứng đó nhìn bóng August đi xa dần. Có quá nhiều biến động đã xảy ra, câu chuyện về August và Pai đã kết thúc, mọi thứ dường như là định mệnh. Gil đã nhiều lần nhìn thấy poster của người yêu thời thơ ấu, phe thai. Nanam đã giúp Nithan dạy dỗ một tên cặn bã từ lâu trước đó. Hách và Izin ngồi quay lưng lại với nhau trong khuôn viên trường. Nathi trong ngày đầu tiên đi làm nhìn thấy Florian xinh đẹp và đáng yêu. Tình yêu là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, đó là định mệnh. Sự mất mát của Pai liệu có được bù đắp? Liệu anh có thể tái hợp với August hay không? Thời gian quay trở lại hiện tại,
một đôi giày cao gót chém xuyên qua không khí như phi tiêu kèm theo tiếng hú của một người đàn ông. Người phụ nữ xinh đẹp bước chân trần đến quán bar với đôi giày cao gót trên tay. Vai bị hóa đá ngay lập tức, người đến chính là August mà anh đã mong chờ từ lâu. August lạnh lùng cảnh cáo người đàn ông biến thái bị giày cao gót đánh vào đầu, mông của tôi không phải là nơi tay của anh nên đặt vào đâu đồ khốn. Nanam và Pai nhìn nhau, người đã mất tích lâu như vậy đột nhiên quay trở lại là vì cái gì? Có thể là có điều gì đó không ổn với vụ án hồi đó, chắc chắn rồi. Đã gần quá thời gian kiện tụng, Kanta vẫn phủ nhận tội ác và anh ta cũng ẩn ý nói với August, người đang giúp cô cùng có thể là người đang làm hại cô. August chán nản, cô đã phải nhờ Pai, người trong cuộc năm đó giúp đỡ. Cô hy vọng rằng Pai sẽ giúp cô tìm ra bằng chứng. Hồi đó, người viết mã số tiền của công ty đã đến, tiền đã chuyển đến tài khoản của ai, khuôn mặt Pai đầy thờ ơ. August năm đó quyết định lạnh lùng như vậy. Bây giờ cô có chút xấu hổ khi yêu cầu anh ấy giúp một tay. Tuy nhiên, Pai vẫn đồng ý giúp đỡ August, điều kiện là August sẽ không quay trở lại sau khi vụ việc được giải quyết. Đừng nhìn vào sự lạnh lùng của Pai, khi Pai thấy August được anh Pim bế lên, trái tim anh chua xót đến mức không thể chịu nổi. Sau đó August đến gặp Pai, Pai kiêu ngạo sợ rằng August sẽ thấy rằng anh ta vẫn còn tình cảm với cô. Anh vội vàng giấu bức tranh của August đi, lúc này anh mới dám cho August vào. August vừa vào phòng liền đi thẳng vào vấn đề. Hồi đó, họ cứ nghĩ mã nốt tiền chỉ nốt 10 triệu nhưng August chỉ mới phát hiện ra gần đây, có lẽ mã đó đã nốt chừng hàng trăm triệu nữa. Lúc này, August vô tình nhìn thấy bức tranh sơn dầu trong góc. August trong lòng vui mừng khôn xiết, cô biết rằng Pai vẫn luôn yêu thương cô. Nhưng Pai muốn giữ thể diện, anh ném bức tranh ra ngoài trước mặt August. Anh đã thảo luận về vụ việc theo cách thức kinh doanh với August. Những người viết mã nốt tiền là những nhà phát triển đầu tiên của công ty. Người bí ẩn dùng mật danh P89 đã viết lên những mã cốt đó. Cho đến bây giờ mã này vẫn được duy trì. Thật nhàm chán khi ở lại lâu hơn, Pai tranh thủ thời cơ August rời đi và nhanh chóng đi lấy bức tranh sơn dầu. Thật bất ngờ, bức tranh đã bị lấy đi bởi August, cảm xúc của Pai cuối cùng cũng bùng nổ. Anh giật lấy bức tranh từ tay August và lớn tiếng mắng August không có trái tim. Hãy đến như cách cô muốn và có thể đi bao lâu tùy thích. Nhưng August cay đắng Pai hoàn toàn không biết, anh không quan tâm, tức giận rời đi. August chán nản gặp Hách trong khi uống rượu ủ rũ. Lúc này cô ấy mới biết Pai không bao giờ quên cô ấy. Mỗi năm đều đến ngày cô ấy rời đi, Pai sẽ gọi những cô gái đến để giải tỏa nỗi cô đơn. Tuy nhiên, thực sự Pai không làm gì họ, anh ấy luôn là giữ mình trong sạch chờ August. August nghe thấy điều này liền vội vã đi tìm Pai. Cô muốn nói rằng năm đó cô đã rời đi khó khăn như thế nào. Nhưng Pai hiện tại rất bận rộn, không có thời gian tiếp cô, lời August đến miệng đành nuốt trở lại. Màn hình chuyển đến, anh chàng nhà giàu cầu hôn cầm hoa bước tới cầu hôn Florence trước mặt tất cả mọi người. Nathie nghĩ rằng cô sẽ từ chối, ai sẽ đồng ý với một yêu cầu thái quá như vậy. Thật bất ngờ, Florence đồng ý, dù sao cô cũng phải kết hôn với một người do cha cô sắp xếp. Tốt hơn hết là tìm một đối tác hôn nhân giả phù hợp. Trong tương lai, mỗi người sẽ sống theo cách riêng của mình. Những người bạn lần lượt thuyết phục Nathie, nếu anh thích cô ấy, hãy nhanh lên. Nhưng Nathie lại thiếu tự tin, cho rằng mình không có điều kiện tốt như anh ta. Hách không thể quen với bộ dạng tự ti của người bạn này. Anh nói rằng người Florence thích là anh không dám cướp cái gì. Những người bạn đang nói chuyện thì Florence đến tìm gặp Nathie nói chuyện riêng. Cô thổ lộ với anh tất cả cảm xúc trong trái tim của mình, cô muốn nhanh chóng đến với Nathie. Rốt cuộc, cha cô đã đưa đám cưới của cô và người đàn ông kia vào chương trình nghị sự. Sau đó, cô ấy sẽ không thể lên giường với Nathie. Nathie tức giận muốn ói máu, hai người nói chuyện một hồi thì nói đến trên giường. Màn mở đầu sống động khiến người ta chảy máu cam. Dáng người đẹp trai của Nathie khiến Florence bị hấp dẫn không rời mắt. Tuy nhiên, cô lại chỉ thưởng thức được trong vài giây. Nathie thu hồi lại sự quyến rũ khó cưỡng của mình. Anh vạch trần suy nghĩ của Florence, cô ấy vốn không muốn có tình một đêm nào cả. Thứ cô cần là tình yêu chứ không phải tình dục, vì vậy anh không thể làm điều đó. Như để minh chứng cho lời nói của mình, anh trao cho Florence một nụ hôn để cảm nhận cảm xúc. Tuy nhiên, làm thế nào Florence, người có khả năng phản xạ cực chậm có thể hiểu được đây là ẩn dụ của lời thổ lộ tôi thích em. Ngày hôm sau, anh chàng nhà giàu công khai cầu hôn Florence. Cả cô và Nathie đều sững sờ, buổi tối, Florence bất mãn chỉ trích anh ta. Thậm chí, cô có đồng ý giả kết hôn để lừa dối bố mẹ. Anh ta cũng không nên là một con thiếu thân cầu hôn cô ngay trước mặt chàng trai cô ấy thích. Anh ta thấy mình không thể có được Florence bằng cách này. Vì vậy, anh ta đã muốn thay đổi kế hoạch, quyết định muốn gạo nấu thành cơm để ép buộc Florence kết hôn với mình. Nhưng hành vi xấu xa của anh ta còn chưa kịp thực hiện thì một cước lại một đạp. Vài đường cơ bản đã hạ gục anh ta, Nathie và bố cô chạy tới vừa hay chứng kiến cảnh này. Nathie lo lắng cô bị thương, liên tục hỏi thăm. Trong khi đó bố cô lại lớn tiếng mắng Florence. Ông cho rằng cô không nên từ bỏ người đàn ông có điều kiện như anh ta để chạy theo một nhân viên tầm thường như Nathie. Nhưng Florence không quan tâm đến điều đó, cô chỉ thích anh ấy. Nathie cũng đang lấy hết can đảm trong tình hình hiện tại, bày tỏ tình cảm của mình dành cho Florence. Cặp đôi uyên ương vụng về này cuối cùng cũng đến được với nhau. Cảnh quay lại chuyển, Pai tò mò về danh tính của bartender Hunter. Hunter là người đã cố thủ trong quán bar lâu nhất trong The Jungle, không rõ quá khứ của anh là gì. Điều đó bắt đầu từ hơn 10 năm trước, khi Hunter còn trẻ và đẹp trai hơn bây giờ. Lần đầu tiên đến quán bar này với tư cách là khách, anh ngay lập tức bị thu hút bởi người pha chế quyến rũ và thú vị, Emmy. Hai người nói chuyện hòa hợp, anh trở thành khách quen của quán bar này. Nhưng vào lúc này, chủ sở hữu của quán bar dự định bán quán bar.
Hunter thậm chí còn không suy nghĩ nhiều đã trực tiếp mua lại quán bar để có thể cho Emmy tiếp tục ở lại giúp đỡ. Tuy nhiên, mọi thứ còn lâu mới màu hồng như vẻ ngoài của chúng. Sau khi Hunter tiếp quản quán bar, anh ấy tập trung nhiều vào việc kinh doanh quán bar hơn Emmy. Đêm đó, Emmy nhìn thấy Hunter và một vị khách nữ bước ra khỏi nhà vệ sinh trong bộ dạng xộc xệch. Emmy rất tức giận, hai người họ cãi nhau mỗi ngày. Làm thế nào Hunter có thể lừa dối cô ấy một cách trắng trợn như vậy? Thật đáng tiếc khi Hunter đã không nhận ra vấn đề của mình vào thời điểm đó. Cho đến một ngày anh tỉnh dậy trên giường của một người phụ nữ khác, Emmy hoảng hốt gọi điện cho anh. Quán bar bốc cháy, Hunter vội vã chạy đi, nhưng đã quá muộn. Emmy ở lại mãi mãi giữa ngọn lửa dữ dội trong ký ức của Hunter. Trong những năm qua, anh tự trách mình mỗi khi nghĩ về Emmy, người đã từng có một tình yêu chân thành dành cho anh, nhưng anh không trân trọng nó. Anh ấy đến từ quá khứ, khuyên nhủ Pai nên trân trọng hiện tại, bởi vì Pai vẫn còn cơ hội. Bên này, đàn anh của August đã có vợ mới, August vẫn là một thân một mình. August đến thăm đàn anh Pim sau bữa tối, cô dạo bước ngắm nhìn từng bức ảnh. Đột nhiên, ảnh người vợ quá cố của anh Pim thể hiện chị sinh năm 1989. August đột nhiên nhớ lại trong đầu, tên mã của lập trình viên đã viết mã nốt tiền tình cờ là P89. Trong khi đó, Vi và Nathy phát hiện vợ cũ của anh Pim là giám đốc công nghệ của công ty. Tất cả các loại manh mối này tiết lộ, rất có thể mã nốt tiền là do vợ cũ của anh Pim viết. Vợ cũ đã qua đời nhưng tiền vẫn chảy vào tài khoản. Điều này minh họa người có khả năng sử dụng tiền đen trong tài khoản của họ lớn nhất là anh Pim. Đầu kia August thẳng thừng hỏi anh Pim có phải là người thu tiền đen không. Hóa ra ban đầu anh Pim đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho August không phải vì muốn giúp cô mà đơn giản chỉ là muốn tìm một vật tế thần sau khi mã nốt tiền bị vạch trần. Anh Pim thấy bí mật bị phanh phui, không chút thương xót, anh ta rút súng ra chĩa vào August. Khoảnh khắc của sự thật, Vi xuất hiện đúng lúc. Anh ta giả vờ giao nộp bằng chứng. Sau khi Pim phát hiện mình bị lừa, anh ta ngay lập tức nổ súng trong cơn giận dữ. Pai, August nhanh chóng chạy trốn, Hách cũng đến giúp đỡ. Ba người giống như những con cừu bị người đàn ông độc ác truy đuổi, chạy trốn theo mọi hướng. Hắn ta cũng lao vào chiến đấu, không ngừng xả súng về phía họ. Anh ta phá hủy mạng lưới điện và làm vỡ những chai rượu chứa ở đây. Tia lửa bắn ra và kho hàng bốc cháy. Pai và Hách không thể chịu đựng được cảnh này, quyết định tấn công ngược lại. Cả hai lao đến khống chế Pim. Trong lúc bọn họ cố gắng cướp lấy súng, viên đạn được bắn ra đã làm bị thương August. Tình huống nguy cấp, bọn họ chỉ có thể đưa August ra trước. Lúc này nhóm The Jungle đã đến. Họ trao August cho Hunter, thay vào đó, trách nhiệm dập lửa được giao phó cho họ. Pai cảnh báo nếu August có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ để Hunter đi theo Emmy. Nhóm các chàng trai The Jungle siêu cấp bá đạo bắt đầu lao vào lửa như những anh hùng giải cứu thế giới. Họ đã làm việc cùng nhau và chiến đấu hết mình, những cô bạn gái cũng tìm đến. Mọi người bên ngoài đều rất lo lắng, chỉ có August là bình tĩnh nhất. August nói bọn họ nhất định sẽ không sao, địa ngục chưa sẵn sàng cho đám người xấu xa này ở đó, chắc chắn rồi. August vừa nói xong thì nhóm The Jungle từ trong đám cháy bước ra vô cùng ngầu mà không bị tổn thương điều gì. Giữa khói và lửa, khuôn mặt tươi cười của các chàng trai The Jungle dưới ánh sáng thật yên bình. Sự hỗn loạn đã qua, mọi thứ đều bình yên trở lại. Izin nhìn Hách với một nụ cười. Nhóm The Jungle đã biến mất, nhưng bọn họ sẽ không cô đơn. Hách trả lời tinh nghịch rằng không có gì thay đổi. Phía phe thai, ngôi sao lớn trước đây mờ dần ánh hào quang của mình. Bây giờ bạn gái Gale của anh ấy còn nổi tiếng hơn anh ấy. Nanam trịnh trọng xin lỗi bố mẹ Nathan. Anh ấy chắc chắn sẽ trưởng thành một người tốt hơn vì lợi ích của Nathan. Phía Nanfa, anh tiên tri Kitty trong tù chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi khi hại chết Kyota đến hết đời. Và anh ấy cũng ngày càng ngọt ngào với Fadao hơn. Bên này, người cha tài phiệt của Florian cuối cùng cũng sẵn sàng buông tay để Florian và Nathy có thể trải nghiệm cuộc sống có tình yêu. Pai và August cuối cùng cũng làm sáng tỏ sự hiểu lầm. Gương vỡ lại lành, một cuộc hội ngộ đã diễn ra. Hunter, chủ sở hữu của quán bar Rendezvous, đóng gói hành lý của mình và rời đi thật xa. Đã đến lúc buông bỏ quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống. Mặc dù nhóm The Jungle đã mất đi thành trì của mình là quán bar Rendezvous, nhưng tình bạn của họ vẫn chưa kết thúc. Chuyển cảnh, một anh chàng đẹp trai bước vào một quán bar trong The Jungle mới. Anh hào hứng hỏi người pha chế không phải có một nhóm các cô gái xinh đẹp tên là The Jungle ở đây sao. Năm cô gái nóng bỏng với thân hình nóng bỏng xuất hiện một cách ngổ ngáo. Một vòng săn mới mở ra, một màn dạo đầu tuyệt vời. Lúc này, toàn bộ câu chuyện của bộ phim truyền hình Thái Lan The Jungle đã kết thúc. Bộ phim đạo đức về trò đi săn và cám dỗ đến đây là kết thúc. Xuyên suốt 7 mối tình, những người đàn ông và phụ nữ không ngừng dây dưa. Nó được gọi là cám dỗ đi săn với mục tiêu không lay chuyển trái tim, chỉ tìm kiếm sự phấn khích. Trên thực tế, đó là một cá nhân cô đơn trên hành trình tình yêu đích thực để tìm một người bạn tâm giao. Ngôi sao lớn quyến rũ che giấu cuộc sống giả dối của kẻ mạo danh. Một thiếu niên xảo quyệt đầy dối trá phải lòng một cô gái chân thành không thể nói dối. Những tên đàn ông cặn bã bỗng nhờ tình yêu mà trở nên tích cực. Một giấc mơ trở thành sự thật trong nhiều năm bị nghiền nát. Tình cảm giống như một thức uống quyến rũ trong quán bar Rendezvous. Chúng đắng, cay và ngọt, luôn có một chiếc cốc dành cho bạn. Nó khiến bạn nghiện nó và không muốn dừng lại. Kết thúc, tôi hy vọng bạn sẽ thích và ủng hộ bộ phim của chúng tôi. Bạn cũng có thể đăng suy nghĩ của mình về video này trong phần bình luận. Hãy nhớ đăng ký kênh tập, chúng tôi sẽ gặp lại bạn lần sau.